hải người sầu hay sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ con tri ân sư, cảm ơn hoan nghênh. Bài học hôm nay môn học tương ưng Samyutta Nikaya bài 2 kinh Khe Má, Khe Má Xuất Tăng, hai con đường hai điểm đến khác nhau. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Từ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến ngài. Namo Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Trong bài kinh hôm nay, có một điểm không rõ ràng là không biết là thiên tử Khe Má nói những bài kệ nào và Đức Thế Tôn nói về kệ nào. Bởi vì theo trong cái lời chú thích đó, thì chánh tạng bản của kỳ trụng tụng khuôn truyền lần thứ 6 thì sau giúp cái bài kệ của chư thiên thì có cái chữ ý trí, ý trí mà di giản lược thành chữ dấu lược và chữ tí, có nghĩa là kết thúc bằng cái dấu ngoặc kép. Từ đó trở đi trở lên đó, thì đó là lời nói của chư thiên. Rồi cái bắt đầu xuống các cái bài kệ khác thì cũng nằm trong mặt kép và cũng kết thúc vào chữ ý chí nữa. Giờ như vậy mình mới phân biệt được là lời nói của chư thiên hay lời nói của Đức Phật. Nhưng mà trong bài kinh hai bản sau này thì không có vấn đề đó, làm cho mình có cảm giác dường như là cả tất cả các cái bài kệ trong kinh Khe Má Xuất Tăng này đều là do thiên tử Khe Má Xuất Tăng thuyết nói. Nhưng mà cũng không sao, là bởi vì thiên tử Khe Má chỉ lặp lại lời của Đức Phật thôi. Có lẽ là lặp lại lời của Đức Phật, cho nên không cần phải để một kép. Vì cái bài từ đầu là pháp cú số 67, 66, pháp cú số 66, kẻ ngu không trí tuệ, lấy ngã làm kẻ thù. Cái này chúng tôi đọc nguyên văn chứ pháp cú không phải là tự làm các ác nghiệp đưa đến quả đắng cay, là pháp cú 66. Pháp cú 67 là nghiệp làm không khéo làm. Ngài Hòa Thượng Minh Châu, ngài dịch ở pháp cú thì ngài dịch Bali thì cũng giống y chang vậy, nhưng mà ngài dịch cái nghĩa Việt thì ở pháp cú là dịch thế này, ở đây ngài dịch nghĩa khác. Nghiệp làm không khéo làm xong bị nung nấu với mặt đầy nước mắt khóc lóc để chịu quả báo. Tương bộ kinh thì ngài dịch trước pháp cú kinh, pháp cú thuộc về tập tiểu bộ, cho nên ngài dịch sau, ngài sửa lời đọc hay thôi.
nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi ăn phải ăn năn, khi lãnh quả dị thuật mắt nhíu để khóc than. Là bài kinh 67, pháp cú 67, pháp cú 68 là cái bài kế tiếp. Còn hai cái bài sau đó thì không biết là thiên tử Kim Má lấy Phật Côn ở chỗ nào mà chúng tôi tìm chưa gặp để em đọc lên, nhưng mà về ý nghĩa thì vẫn sáng, ý nghĩa vẫn sáng. Và chúng ta dựa theo ý nghĩa đó, chúng ta thấy rằng chỉ có Đức Phật thì Ngài mới thuyết lên được cái ý nghĩa đó, chứ một vị thiên tử thì họ không có khả năng để họ thuyết lên cái ý nghĩa đó đâu. Nếu mà các vị thiên tử mà xuống mà nói lên bài kệ của trước mặt Đức Thế Tôn, chúng ta hãy xem chừng là vị đó lặp lại cái lời nói của Đức Phật đã giảng ở đâu đó là Phật ngôn. Và vì rằng các vị chư thiên lấy lời Phật ngôn Đức Phật giảng giải, cho nên cũng được xem như là cái bài kinh này do Đức Phật là thuyết chỉ vậy. Nhưng mà quan trọng thì là do cái ý nghĩa mà chúng ta phải hiểu trong những cái bài kệ này nói cái gì. Bây giờ thì xin mời cùng đọc cho chánh kinh, rồi sau đó xin cùng thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng vị giảng sư hôm nay sẽ thuyết giảng. Chúng tôi trong hai ngày qua cho đến ngày hôm nay chúng tôi cũng không được khỏe. Sau khi đi hội nghị về thì chúng tôi gần như là nó bị cảm, không biết là có bị trường hợp gì hay không. Cho nên nếu như lát chúng tôi khỏe chúng tôi sẽ vào thảo luận, còn nếu không thỉnh Chư Tăng Hòa Hỷ giúp cho. Nam Mô Bổn Thầy. Và sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tự Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng kính chúc sư, kính chúc Ngài sớm bình phục sức khỏe. Ngài ở trong đạo tràng và chúng con để cho chúng con được nương nhờ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá. Và con xin phép được đọc chánh kinh ngày hôm nay. Và cảm ơn Sư Hoàng Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Bài 2 kinh Khê Má, Khê Má Xuất Tăng, hai con đường, hai điểm đến khác nhau. Giáo lý nghiệp báo dạy rằng những hành động tạo tác qua thân, khẩu, ý không tan biến theo thời gian mà tạo thành quả báo về sau. Người có hiểu biết ý thức rõ hệ quả của hành động, người tạo nghiệp ác thường phải sống trong sự cắn rứt khi nhận ra sự tai hại của những gì đã làm, chưa kể đến lúc gặp quả dị thục. Người sống hiền thiện thì đời này an lạc, đời sau cũng an lạc. Đức Phật cũng dạy về một viễn cảnh lớn hơn, càng sống ác càng bấn loạn trước cái chết. Ngược lại, càng tích tạo nhiều phước đức hạnh càng an tâm khi rời bỏ đời này. Kinh văn. Đứng một bên, thiên tử Khê Má nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Kẻ ngu không trí tuệ, lấy ngã làm kẻ thù, tự làm các ác nghiệp đưa đến quả đắng cay. Bản hiệu đính. Người ác do thiếu trí gây hại cho bản thân, vì làm bất thiện nghiệp nên gặt hái quả đắng. Nghiệp báo không làm, làm xong bị nung nấu với mặt đầy nước mắt khóc lóc chịu quả báo. Bạn hiểu được tạo do vụng dại, làm rồi phải ăn năn, phải gánh chịu hệ quả với nước mắt khóc than. Và nghiệp nào khéo làm xong không nung nấu, tâm vui ý thoải mái, vì ấy hưởng quả báo. Bạn hiểu đến hành nghiệp khéo tạo ác, hành nghiệp khéo tạo tác đã làm không hối hận, gặt quả báo tốt lành với tâm tư hoan hỷ. Từ đoạn này về sau xem phần thích nghĩa.
biết điều lợi cho mình, làm trước điều phải làm, không tâm trạng không tâm trạng đánh xe, kẻ trí lòng tinh tấn. Bản hiệu đính: khi biết điều lợi lạc, kẻ trí nhanh chóng làm, không đẩy đưa hoãn đãi như phu xe chần chờ. Như người chủ đánh xe, trời đại đạo thăng bằng, leo lên đường lòi lõm, ưu tư nạn gãy trục, cũng vậy bỏ chánh pháp, người ngu theo phi pháp, rơi vào miệng tử thần, ưu tư như gãy trục. Bản hiệu đính: cũng như người đánh xe, rời đường lớn bằng phẳng, đi vào nẻo gập ghềnh, lo buồn, xe gãy trục, người ngu rời chánh đạo, đi theo đường tà vại, rơi vào miệng tử thần, như phu với xe hỏng. Thích Văn: cha ràm tiếp bà là đùm mê thà, kẻ ngu hành xử thiếu trí. Anit tề nề quá áp ta na, giống như kẻ thù của chính mình. Ca rơn ta bà bắt căng cầm măng, tạo tác ác nghiệp. Dân hô tiết ca tu cấp pha lăng, trổ quả là trái đắng. Na tăng cầm măng cách tăng xa thuốc, không tốt khi làm điều gì đó. Dân cách to anutak bát tí, mà làm rồi phải ăn năn. Yasa asut mukho ro đăng, gạt lệ khóc than. Quý ba càng bát tí xê bát tí, khi quả báo theo sau. Tăng chắc cầm măng cách tăng xa thuốc, quả là tốt khi tạo nghiệp gì đó. Dân cách to na nu tắc bát tí, mà làm rồi không phải ân hận. Yasabati Yasabati to sumatno, tâm tư thanh thản hân hoan. Vi ba càng bát tí xê bát tí, khi quả báo theo sau. Bát tí cách chê quát tăng cái ra, hãy hành động với sự cân nhắc. Dân chanh nha Hitamattano, biết điều nào lợi lạc cho chính mình. Na Na Sakati Chinh Ta Giác, không nên nghỉ ngơi như người đánh xe. Manta Thi Rô Rát Khá Mê, người hành động kịp thời. Gia Tha Sa Các tiết cơ mắt thằng, giống như người phu xe. Sa măng hít to qua, sa măng hít to ma ha phát thăng, rời đường lớn bằng phẳng. Quý sa măng mắt ca ma ri há, đi vào nẻo gặp gần. Ad khát chinh nô quá cha giá tiết, âu lo xe bị hỏng. Ê quan thăm ma a bát cầm ma, cũng vậy người rời xa chánh pháp. A thăm ma ma nu quát tị giá, đi vào đường phi pháp tà vại. Man đô mắt chung mức khăn bát tô, rơi vào miệng thần chết. A khát chinh nô quát cha giá tì tí, như phu xe lo buồn xe bị hỏng. Thích Nghĩa: trong ba bản chánh tạng thì bản của Kỳ Trùng Tuyên Tam Tạng lần thứ sáu đến hết bài kệ thứ ba có thêm chữ tí, có nghĩa là bài kệ ngôn đầu của Thiên Tử Khê Má và ba bài kệ ngôn sau của Đức Phật. Hai bản chánh tạng khác thì không thấy ghi có nghĩa là toàn văn đều là lời của Thiên Tử Khê Má. Dịch giả: Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hiệu đính và biên soạn: Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay, và cung kính nhân mít đến sư. Dạ yeah. Mời anh cô. Dạ yeah. Con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Lệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh,
đại đức Tề Tri, đức Tuệ Đức, sư Viên Thông vô cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý bạn cô tu nữ, kính chào quý Phật tử. Thì bữa nay chúng ta học cái bài học này của vị thiên tử Khe Ma Cá. Thì chúng ta cũng biết rằng đối với Đức Thế Tôn, hay là đối với lời dạy chân lý của Ngài, và thường thì chúng ta cũng biết chư thiên đó, thì cũng có rất là nhiều những vị chư thiên nghe pháp của Đức Phật, hoặc là pháp của Đức Phật Kassapa, và những cái lời đó, một cái thọ trì, một cái cách thọ trì suy tư, thì khi mà nói những cái lời nào mà nói lên đúng theo pháp đó, thì Đức Phật Ngài chấp nhận. Thì thường thường đó, Đức Phật thì chúng ta hiểu rằng những cái bài kinh Trung Bộ cũng vậy, những cái bài nào mà của các vị đệ tử của Đức Phật mà thuyết giảng mà phù hợp với cái chân lý thì Đức Phật Ngài chấp nhận. Ở đây thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật chấp nhận giống như là lời của Đức Phật giảng. Vì sao vậy? Vì thường thường chúng ta biết rằng nếu mà chỉ có Đức Phật giảng không đó thì chưa có đủ, như là điều mà Đức Phật Ngài Ma Vương đã nói đó. Ma Vương đã nói rằng đối với đệ tử của Đức Phật á, mà Đức Phật Ngài nói rằng ngày nào mà đệ tử của Ngài đó, những người xuất gia hay là những người cư sĩ chưa có đủ khả năng để thuyết lên, để loại bỏ những cái tà kiến, thì ngày đó Đức Phật Ngài chưa có niết bàn. Thì chính vì như vậy nên chúng ta hiểu rằng những cái vị đệ tử của Đức Phật đó, trong đó có hàng xuất gia và tại gia, luôn cả chư thiên đó, thì chúng ta cũng biết có nhiều vị thanh tịnh chư thiên. Và những vị chư thiên này đó là cũng chúng ta cũng nghe là có nhiều vị chư thiên đó là khi mà họ mất rồi đó, họ, những cái điều mong mỏi của họ đó là họ mong mỏi được hầu Thế Tôn, được nghe pháp của Thế Tôn, mà bây giờ họ mất đó. Thì chúng ta hiểu rằng những cái điều đó đó là những vị mà hữu duyên đó. Cũng như chúng ta thấy Đức Vua Bimbisara nó có năm cái điều mong ước từ lúc mà có mặt ở đời đó, thì Đức Vua Bimbisara mong mỏi rằng con được được lên làm vua, cái xứ của con ở đó có Đức Phật đến, và con được đảnh lễ gần gũi Đức Phật, và con được nghe pháp của Thế Tôn, con hiểu được cái pháp Thế Tôn, và con hành trì đạt được cái pháp của Thế Tôn. Thì quý vị Đức Vua Bimbisara vì có cái ước vọng như vậy nên Đức Vua đã nghe pháp và đã khéo hành trì và đã trở thành vị thánh Tu Đà Vờn. Sau đó thì trong cái ngục thì Ngài tiến lên một đạo quả nữa là Tư Đà Hàm. Lúc mà lâm chung thì đã đắc đạo quả Tư Đà Hàm. Thì quý vị thấy rằng một cái vị vua mà có cái tâm mong mỏi như vậy thì những vị chư thiên đó họ cũng có, khi mà Đức Phật này thuyết pháp ở đâu thì chư thiên họ nghe pháp ở đó, và chư tăng thuyết pháp, các vị thánh tăng thuyết pháp ở đâu thì chư thiên họ cũng nghe cái pháp ở đó, và chư thiên nghe rồi họ thọ trì. Nên đó, ở trong cái đời sống chúng ta mỗi ngày chúng ta hãy nhớ như thế này: chúng ta hãy nghe bằng tuệ văn, chúng ta nghe đó chúng ta phải nhớ được một đoạn kinh nào đó, và chúng ta phải lấy cái đoạn kinh đó chúng ta suy tư nó trở thành tuệ tư, để rồi chúng ta loại bỏ được cái tà kiến ngũ uẩn, đó là tề tu. Như vậy mỗi ngày mà chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe được nhiều, chúng ta hành trì được nhiều, thì Đức Phật Ngài khen tặng chúng ta giống như là những người có nhiều chiếc áo, muốn mặc chiếc áo nào cũng được. Thì chúng ta hiểu như vậy nên mỗi ngày chúng ta nghe, và chúng ta hãy nghe một cái bài kinh như là cái câu chuyện của thiên tử Khe Ma Cá này. Thì ở đây đó chúng ta hiểu rằng nghiệp, nghiệp đó là phân hạng chúng sanh, nghiệp đó là chính là sở hữu tư, quý vị. Sở hữu tư đó chúng ta thấy bảy sở hữu biến hành, nó có xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, tư hay là cố quyết, nó trở thành nghiệp. Khi mà có sở hữu tư hợp trong những cái tâm bất thiện đó, nó trở thành nghiệp bất thiện. Cái sở hữu tư nó hợp trong tâm thiện đó, trở thành nghiệp thiện. Sở hữu tư nó hợp trong tâm thiền, nó trở thành cái sự chứng đắc thiền, nó trở thành cái thiện nghiệp tư trong thiền, cho cái quả cái tái sanh trong cõi sắc giới. Thì cũng như vậy, cái tư này nó hợp ở trong
tâm thiền vô sắc đó, nó cho ra cái tâm quả vô sắc để tái sanh về bốn cõi vô sắc. Như vậy thì chúng ta thấy xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tắc ý là bảy sở hữu biến hành, nó có mặt ở trong 121 tâm. Như vậy thì chúng ta nhiều khi chúng ta nghe cái sở hữu tư này đó, nó là nghĩa là tư động sanh, tư nó tạo dị thục, dị thục nghiệp quả. Như vậy tư này nó ở trong cái tâm động lực thì nó sẽ tạo nghiệp. Động lực thì chúng ta hiểu 12 tâm bất thiện làm việc động lực nè, 8 tâm thiện giới làm việc động lực nè, 8 tâm tố dục giới tịnh hảo làm việc động lực, 7 tâm đáo đại thiền, thiền đáo đại đó, 7 tâm quên 9 tâm đáo đại là 5 tâm thiền sắc, 4 tâm thiền vô sắc, 9 tâm thiện đáo đại làm việc động lực, rồi 9 tâm tố đáo đại làm việc động lực. Vì động lực này là động lực của vị A-la-hán, nó cũng giống như tâm thiện vậy, nó cũng có sở hữu tư, nhưng mà đây là cái việc làm của các vị A-la-hán, không còn mang cái quả dị thục. Nên lúc bây giờ tư đó là cái tư đồng sanh mà nó không cho ra cái quả dị thục. Nó thể đồng sanh ở trong cái sở những cái tâm duy tác mà chúng ta gọi là tâm tố. Chúng ta học diệu pháp chúng ta phải nhớ vậy. Mình học diệu pháp đó quý vị, mình nghe mình nếu nghe theo diệu pháp đi đó, sư cũng nghĩ rằng quý vị sẽ nắm được cái tuệ văn, có nghĩa là quý vị thuộc và quý vị lấy cái tuệ văn đó, quý vị suy tư là tuệ tư, cho đến lúc nào đó mình đoạn trừ cái tà kiến ngũ quẩn. Và cái tà kiến ngũ quẩn hôm nay mình muốn nói đến đó, là nhiều khi mình nghĩ rằng mình sanh làm, mình được sanh làm người là do mình, nhưng thật sự nó không phải, do cái thiện nghiệp quý vị. Do cái thiện nghiệp đó, nên thường thường mình hiểu vô thường khổ vô ngã đó, vô ngã là không có dưới quyền của chúng ta. Khi một người nào làm ác đó, người đó phải tái sanh vào khổ cảnh, chắc chắn như vậy. Và cái người nào làm thiện đó, người đó sẽ tái sanh về nhàn cảnh, dù có ai có nguyền rủa đi. Nên thường thường quý vị hay nghe cái câu chuyện là Đức Phật kể thí dụ một cái hình ảnh đó, một người lấy một cái ghè đó, đổ dầu vô, đem ra sông đó, rồi đè xuống dưới đáy sông, xong rồi đập bể cái ghè đó, nó dầu đó có bị chìm không? Thì dầu nó sẽ nổi lên, tại dầu cái bản chất dầu là nó nhẹ quý vị, nó sẽ nổi lên mặt sông. Thì Đức Phật ngài nói cũng vậy, khi một người làm thiện đó, ai có nguyền rủa họ đi xuống 18 tầng địa ngục, hay là nguyền rủa cả thế giới này nguyền rủa họ, nhưng mà không phải gì thế giới này nguyền rủa họ là họ đi vào địa ngục đâu quý vị, nó không phải vậy. Mà cái tâm của họ là cái tâm thiện đó, nó có bản chất nhẹ nhàng, nó có bản chất là gì, là không bệnh hoạn, là khôn khéo, là khôn ngoan, là sáng suốt, là không lỗi lầm, cho ra quả vui, là họ phải tái sanh về làm người làm trời. Nên đó, lúc bây giờ nó không phải là do ai nói quý vị, không phải do người nói, mà do cái gì, cái thiện nghiệp, cái tính chất của thiện nghiệp là gì, là khôn khéo, là khôn ngoan, là không bệnh hoạn, là sáng suốt, là không lỗi lầm, cho ra quả vui. Rồi Đức Phật ngài đưa ra một hình ảnh thí dụ nữa, giống như một người lấy cá đó, đi ra sông đó, rồi cả hàng triệu người tay, giống như tín đồ mà họ cầu nguyện cho một người nào giống như làm ác vậy đó, nó giống ruột đá quăng xuống sông đó, rồi 1 triệu hay 1 tỷ người cầu nguyện, cái cục đá nó có nổi không? Thì tất cả cái người có trí thấy là thế nào đá nó cũng chìm thôi, nó không thể nào nổi được. Thì Đức Phật ngài cũng nói như vậy, khi một người làm ác á, ví dụ là chúng ta trong nhà đi, chúng ta làm ác, chúng ta chết với con cái, chúng ta kêu thầy cúng rồi phá địa ngục, rồi chỉnh tế 3-4 ngày gì đó, 5-7 tuần hay là cũng tế 7-4 tháng gì đó, rồi kêu mình sanh lên cõi trời, giọng cầm cái cây trích trượng phá địa ngục cho mình sanh lên cõi trời, cái chuyện nó không có đâu. Dù có bao nhiêu trăm triệu người đó cầu nguyện đó, thì cục đá quăng xuống sông nó cũng chìm thôi, không phải vì có nhiều người cầu nguyện mà cục đá nó nổi lên đâu quý vị, nó không có. Thành ra Đức Phật này đưa ra hình ảnh ví dụ này cho chúng ta thấy rằng bây giờ đó, nên nó trong cái bài kinh Thiên Sứ và kinh Hiền Ngu có nói đó, vì bây giờ có một người nào vì vợ, vì con, vì cha, vì mẹ, vì anh, vì dòng họ, vì dòng tộc, vì đất nước, vì quê hương, vì thầy tổ mà làm ác á, xuống dưới địa ngục, quỷ sứ có tha không? Quỷ sứ có tha. Lúc đó mình không thể nào nói rằng vì cha, vì mẹ, vì vợ, vì chồng mình làm tội đó mà quỷ sứ tha mình đâu, không có. Quỷ sứ sẽ không tha mình đâu quý vị, mình tại vì sao vậy, khi mình chết á, cái tâm tà kiến của mình á, mình rơi xuống địa ngục rồi. Nếu mình rơi xuống địa ngục á, thì mình gặp quỷ sứ thì không tha mình đâu, lửa địa ngục sẽ đốt mình thôi. Và Đức Phật để tuyên bố á, địa ngục có 2 cách để mà tới thôi.
Một là khi mình chết mình tái sinh vào địa ngục, hai là người có thần thông đi vào địa ngục. Nên bây giờ có nhiều người họ chết, họ nói rằng họ đi từ địa ngục, họ lên đây, họ nói về địa ngục như thế này như kia để họ cảnh tỉnh loài người thôi. Ở trong những cái tôn giáo đó cũng có nhiều người họ nói họ đi xuống địa ngục, nhưng mà đây là họ nói thôi. Nhưng mà Đức Phật này nói có hai cái điều kiện mình xuống địa ngục được. Một là mình chết cái nghiệp nó rút mình xuống địa ngục. Hai là mình có thần thông mà đi vào địa ngục được. Như vậy á, Phật này tuyên bố cái điều này đó, là không sai khác được. Dù bây giờ chúng ta có nghe nói cô ba cháu gà chết xuống địa ngục rồi đi lên nhân gian kể chuyện địa ngục, chúng ta nghe ta chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nếu chúng ta khởi lòng tin đó là cái chuyện khác quý vị. Chúng ta khởi lòng tin là chúng ta có chuyện khác. Vì Đức Phật nói rằng chúng ta phải thấy địa ngục. Hoặc là bây giờ có chuyện như thế này, nếu người đó có một cái phước đức to lớn như là câu chuyện của Đức vua tiền thân của Đức Phật á, có dẫn đi vào địa ngục, có nghĩa là thiên tử á, dẫn ngài, Đức Trời Đức Thích dẫn ngài đi vào địa ngục để thấy được những cái chúng sanh nó làm địa ngục, trong cái khổ địa ngục đó, và dẫn ngài lên cõi trời, thấy lên cái cõi đó và ngài làm những cái thiện sự công đức để ngài sanh lên cõi trời. Cái chuyện này thì có quý vị, trong kinh nó nói đến những câu chuyện Đức Bồ Tát ngài được Thiên Chủ Đế Thích đưa đi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những người đó phải có thần thông. Như vậy thì chúng ta hiểu có hai điều kiện để tới địa ngục, là một là chúng ta có nghiệp ác chúng ta rút vào địa ngục, hay là quý vị nghe cái câu chuyện trong Trường Bộ Kinh có nói về ngài Kassapa, ngài có nói với vua Vajrasí đó, vua Vajrasí không có tin có địa ngục. Vua Vajrasí mới nói là có nhiều người mà làm ác đó, lúc họ gần chết đó, tôi có nói họ nếu có địa ngục phải về báo cho tôi biết, nhưng mà họ không có báo. Thì lúc bây giờ ngài Ca Sa Bát ngài nói như thế này quý vị, này đại dương nghĩ như thế nào? Bây giờ là binh lính của đại dương nè, có một người làm tội, rồi đại dương sai binh lính đem đi chặt đầu ở ngã ba ngã tư đường vậy đó, rồi người đó nói rằng thôi bây giờ ông cho tôi về, đi về quê tôi báo cho vợ con tôi biết. Vậy đại dương có cho, hay là cái người tử tội đó có dẫn cái người đó về quê không? Không có dẫn đâu. Tại vì người là tội, đã làm tội làm sao được cái yêu cầu đó? Không có chuyện đó đâu quý vị. Không có được, cái người làm tội được đâu cầu được. Thành ra trong cái bài kinh Vajrasí đó, thì ông vua Vajrasí, ông tà kiến, ông có nói vào ngày Kassapa, ngày học lời dạy của Đức Phật, nên ngày mới thuyết như vậy đó. Có nghĩa là bây giờ đại dương nghĩ thế nào, một cái người có tội á, mà đại dương bắt họ, rồi đại dương tuyên án chặt đầu họ ở ngã ba ngã tư đường, rồi họ nói bây giờ phải đưa tôi về nhà để tôi báo cho vợ con biết tôi làm tội đó, bây giờ tôi bị chặt đầu. Đại dương, cái người giữ ngục hay là cái người mà chặt đầu đó có cho người đó về không? Không cho đâu. Phải chặt đầu nó thôi, chứ đâu mà đưa nó về. Thì quý vị hiểu rằng ấy, cái địa ngục thì có lẽ là chúng ta làm ác, chúng ta từng rơi vào địa ngục rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn không biết đâu quý vị, vì chúng ta không nhớ lại những kiếp đó. Nhưng mà nếu chúng ta nhớ lại, chúng ta rất là sợ hãi những cái việc ác. Nên á, Đức Phật này nói rằng cái cõi địa ngục đó là có hai cái điều kiện để tới địa ngục thôi. Và khi mà chúng sanh làm ác đó, thì chúng ta hiểu rằng thân khẩu ý chúng ta làm ác. Và cái việc ác Đức Phật cũng phân biệt ra. Ví dụ chúng ta học trong trong cái động lực đó, và cái tâm thiện ác đó, tâm tham sân si đó, thì có phân ra cái nghiệp gọi là trọng nghiệp. Cái sức mạnh của nghiệp nó có cái trọng nghiệp quý vị. Trọng nghiệp đó là người ta giết cha giết mẹ, giết bậc A-la-hán, chích máu Phật, chia rẽ tăng. Như vậy là ngũ nghịch đó, nó trở thành cái trọng nghiệp ác quý vị. Người đó có thể làm bằng những cái tâm tà kiến, bằng những cái tâm sân. Ví dụ bây giờ mình giết cha giết mẹ mà bằng cái tâm sân, mình muốn cái gì đó mà cha mẹ mình không cho, mình bực bội quá mình giết người đó, mình giết trong tâm sân. Giết bậc A-la-hán vì mình sân hận lên mình giết. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện mà các vị thánh nhân đó, do cái người ta có cái tà kiến. Ví dụ quý vị nghe cái anh chàng bún sạn đó, ảnh học nghệ xong rồi ảnh xuống ảnh muốn thi thố tài năng đó, thì ảnh suy nghĩ bắn con vật gì cũng bị đền đó, bắn người thì bị vua chúa bắt, nhưng mà bắn bị sa môn đó, nghĩ sa môn không có cha không mẹ không có bà con quyến thuộc nên không có ai truy tố mình hết á, thì anh ta mới dùng cục sạn bắn vào cái lỗ tai của Đức Phật Độc Giác. Và Đức Phật Độc Giác á,
bị thọ khổ do cái búng bắn vào cái lỗ tai đó, thì ngài viên tịch niết bàn. Nhưng mà khi mà ngài viên tịch niết bàn đó, thì cái đám ma đó thì ảnh cũng tới, ảnh cũng tới, và những cái người kia đang thương tiếc Đức Phật Độc Giác, thì ảnh nói rằng: các ngươi có biết ai hạ sát Sa Môn này không? Ta hạ sát đó, ta học cái nghề bắn sạn, và ta đã bắn một cái viên sạn đó bay từ lỗ tai bên này trổ qua bên kia, cái vị này chết. Thì quý vị biết rằng khi mà anh ta nói như vậy đó, thì những người đó họ phẫn nộ lên đó, họ đánh anh ta chết, anh ta rớt thẳng xuống địa ngục quý vị. Như vậy thì quý vị thấy rằng một cái người mà họ giết cha giết mẹ hay là giết bậc A-la-hán là những vị Phật Độc Giác cũng bị những cái trường hợp người ta giết đó quý vị, chứ không phải không có đâu. Như vậy thì chúng ta thấy cũng như ngày Mục Kiền Liên vậy đó, ngày cũng bị cái đám đó do cái số tiền mà nó đi giết ngày Mục Kiền Liên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái tâm tham tài kiến không có tin tội phước và nhận tiền của người ta rồi đi giết bằng tâm sân. Như vậy những cái tâm tham sân này đó, với cái việc làm ác độc đó thì gọi là trọng nghiệp. Cái nghiệp này nặng nhất ở trong các cái loại nghiệp quý vị. Bởi vì nó cho cái sức mạnh của nghiệp, nó có cái trọng nghiệp, cái thường nghiệp. Thường nghiệp đó, nếu mà chúng ta có cái trọng nghiệp đó, là cái nghiệp nặng đó là nhất định phải rơi xuống địa ngục. Chúng ta thấy như tôn giả Đê Quá Tá đó, đã làm thân Phật chảy máu chia rẽ tăng đó, thì Đức Phật tuyên bố Đẹp Đa phải rơi vào địa ngục. Là thật sự đó, thì suốt cuối cuộc đời đó, dù là Đẹp Đa có tu tập như vậy cũng rơi vào địa ngục, không có thể nào thoát khỏi được. Vì Đức Phật lại tuyên bố cái đó là cái trọng nghiệp. Nên đó, chúng ta hiểu cái trọng nghiệp đó là gì. Nó giống như một chiếc thuyền vậy đó. Một chiếc thuyền đó, mình có thể chất vài cục đá đó, nó không sao. Nhưng mà chất cục đá to vô một cục đá là nó sẽ chìm thuyền liền, mình sẽ chết giữa dòng sông liền, giữa biển liền, chứ không thể nào đi được hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái trọng nghiệp đó. Và trọng nghiệp nó có hai loại trọng nghiệp quý vị: trọng nghiệp thiện và trọng nghiệp bất thiện. Trọng nghiệp thiện đó là mình đắc thiền, nhất định mình sẽ sanh về cõi thiền, không thể nào sai biệt được. Cái tâm thiền nó sẽ cho mình sanh lên ba cõi sơ thiền, mình đắc sơ thiền nó cho sanh lên ba cõi sơ thiền, đắc nhị thiền tâm thiền cho sanh lên ba cõi nhị thiền, đắc tứ thiền cho sanh lên ba cõi tam thiền, đắc ngũ thiền cho sanh lên bảy cõi tứ thiền. Nên đó, cái tâm thiền nó cho ra nhất định như vậy. Còn ví dụ bây giờ chúng ta làm những cái tâm thiện dục giới đó, nó cho chúng ta sanh làm người làm trời đó, nhưng mà không biết sanh vô cõi nào, quý vị hiểu không? Ví dụ bây giờ một người làm tâm thiện dục giới tịnh hảo đó, chúng ta không biết mình sanh lên cõi nào đâu. Nên đó, cái tâm thiện dục giới tịnh hảo cũng là nghiệp, nhưng mà nó không kể vào cái trọng nghiệp quý vị. Nó không vào kể vào cái trọng nghiệp. Nên cái tâm thiện dục giới tịnh hảo hợp trí đó, nó có cái trọng nghiệp là trừ khi nào đó là mình cúng dường cho Đức Phật nhập thiền diệt, nó sẽ trổ sanh quả trong 7 ngày. Đó là mình cũng có thể gọi cái đó là một cái hiện báo nghiệp, nhưng mà nó không phải là một cái điều mà giống như là cái tâm thiền cho ra cái quả để tái sanh về cõi thiền, hay là người phạm ngũ nghịch đại tội phải nhất định phải rơi vào địa ngục. Đó là cái điều mà chúng ta hiểu. Cũng như bây giờ quý vị thấy không, lúc mà Đẹp Đa mà lăn đá đè Đức Phật mà không có đè được, nhưng mà đá đâm vào chân của ngài đó, thì Đức Phật ngài đã nói điều đó, Đẹp Đa nghĩa là phải rơi vào địa ngục thôi, không phải là Đức Phật á, ngài có cái ác tâm cũng phải, và ngài thấy rằng Đẹp Đa làm như vậy là nhất định nó rơi vào địa ngục thôi. Giết cha giết mẹ, giết bậc A La Hán, chia rẽ tăng làm thân Phật chảy máu là cái ngũ nghịch đại tội, người nào phạm vào đó là phải rơi vào địa ngục thôi. Như vậy thì chúng ta hiểu cái trọng nghiệp nó cũng có những cái trọng nghiệp thiền cho sanh về cõi thiền nhất định, mà trọng nghiệp của ngũ nghịch đại tội rơi vào địa ngục nhất định. Đó là cái mà chúng ta gọi là nghiệp cho quả nhất định đó. Như vậy rồi ngoài cái trọng nghiệp đó, nó còn cái thường nghiệp quý vị. Cái thường nghiệp là gì? Là chúng ta thường làm những việc thiện hay là thường làm việc ác. Nó không phải là cái ngũ nghịch đại tội, nhưng mà nó là cái tội mà mình thường làm. Ví dụ mình sát sanh nhân đồ tể Quân Đá đó, ổng cũng giết heo mà ổng giết đến 45 năm quý vị thấy không? Ổng giết heo, ngày ổng giết vài ba con heo, năm ba con heo, ba năm ba con heo, mà ngày nào ổng giết hết á. Nhưng mà ổng giết như vậy đến suốt cuộc đời của ổng 45 năm. 55 năm chứ. Rồi ổng chết, sanh vào địa ngục. Như vậy cái thường nghiệp này đó là ổng thường sát sanh, giết heo. Nên sau khi ổng chết, ổng rơi vào địa ngục, chúng ta gọi là ngoài ổng không có trọng nghiệp, nhưng mà ổng chỉ có cái thường nghiệp thôi. Và trọng nghiệp thường thường á là chúng ta giết cha giết mẹ hay làm thân Phật chảy máu đó, thì có nhiều khi là 7 bữa thôi là chúng ta rơi vào địa ngục, hoặc là sau kiếp đó chúng ta rơi vào địa ngục. Như vậy thì chúng ta hiểu cái trọng nghiệp mà Đức Phật này kêu chúng ta là người cư sĩ đó,
đừng có làm cái trọng nghiệp đó, và chúng ta cũng đừng làm cái thường nghiệp. Cái thường nghiệp ác á, Đức Phật này cũng thí dụ trong kinh Tăng Chi đó, nó giống như cái cây nó nghiêng qua bên mặt trời lặn, nó nghiêng qua quá nửa rồi nó chưa có ngã xuống, nhưng mà khi mà ngã nó ngã đi đâu? Nó sẽ ngã qua cái phía mặt trời lặn, quý vị. Tại vì nó nghiêng qua đó rồi, cái tâm tư người ta sống đó làm ác, thường làm ác, thì giống như cái cây nó nghiêng qua một bên rồi, nên nó nhất định nó phải ngã bên đó thôi. Tại vì nó nghiêng qua nó quá nhiều rồi nó sẽ ngã qua đó. Cũng như cái người làm thường nghiệp thiện vậy đó, mình thường làm việc thiện thì giống như cái cây nó nghiêng qua hướng đông vậy đó, khi nó ngã thì nó ngã ở đâu? Nó sẽ ngã qua hướng đông, tại vì nó nghiêng qua hướng đông quá nhiều rồi. Cái tâm thiện á, chúng ta làm nó sẽ cho ra cái thường nghiệp thiện, chúng ta sanh về bảy cõi dư dục giới, cõi người mà sáu cõi trời. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái nghiệp nó có cái thường nghiệp, cái thường nghiệp là cái thói quen chúng ta thường làm, và thường nghiệp á, rồi nó có một cái nghiệp nữa là gì? Cái cận tử nghiệp. Cái cận tử nghiệp là lúc chúng ta chết á, thì cái trọng nghiệp nó cũng sẽ hiện lại ngay chỗ cận tử nghiệp. Cái thường nghiệp á, nó cũng hiện ở ngay cái sát na cận tử nghiệp, để cho mình bắt cái tâm tử á, rồi nó sẽ bắt liền với cái nghiệp nữa là nó đi tái sanh. Nên chúng ta hiểu đó, cái cận tử nghiệp là muốn nói đến cái nghiệp mà lúc mình chết á, mình chết á, quý vị nên nhớ rằng như thế nào. Chúng ta tạo nghiệp rất là nhiều, nhưng mà lúc mà cận tử nghiệp chúng ta nhớ cái gì? Chúng ta phải chết, sanh như đó. Nên Đức Phật Ngài cũng nói điều này, và Ngài cũng có dặn thêm một điều nữa là chúng ta phải nên nhớ về chỗ này. Nếu mà ta nói rằng cái người làm ác á, sau khi chết á, chắc chắn rơi vào địa ngục, Đức Phật Ngài không chắc. Và Đức Phật Ngài cũng có nói là nếu mà chúng ta làm thiện á, mà chắc chắn chúng ta sanh về cõi trời, Đức Phật nó không chắc. Không chắc là tại sao mà Đức Phật Ngài nói như vậy? Tại vì ví dụ chúng ta làm thiện nhiều, như là hoàng hậu Malika vậy đó, làm thiện rất là nhiều, chỉ có làm ác chút thôi, nhưng mà bà cứ nhớ việc ác hoài đó, nên lúc mà bà chết đó, bà rơi vào địa ngục. Đức Phật phải dùng thần thông cho đức vua Ba Xê nó đi không có nhớ. Ông vua ở cung có thể ông nhớ, muốn hỏi hoàng hậu chết sanh đi đâu, nhưng mà Đức Phật này chú nguyện thần thông, ông tới là ông không có hỏi. Ông không hỏi đâu, ông ở trong chùa đã, ông đi về, ông về tới nhà thì là ông về tới hoàng cung vẫn nhớ. Thì ngày mai ông đi tới ông để hỏi Đức Phật, nhưng mà Đức Phật này chú nguyện thần thông cho ông không có nhớ. Đến 7 ngày như vậy đó thì hoàng hậu Malika đó đã sanh lên cõi trời trở lại. Tại sao Đức Phật này phải can thiệp vào vấn đề này? Tại vì Yubase nó đi sẽ thành Phật tương lai, và Đức Phật á, còn ở đời, nên Đức Phật á, Ngài chú nguyện như vậy đó để cho ông vua đó ổng khởi cái tâm với cái thiện nghiệp, và ổng có một cái suy nghĩ hậu Malika là vì hoặc hậu Malika đó lúc nào cho cái gì á, Đức Vua cho cái gì á, y phục á, giải thì nói rằng để cúng dường Chư Tăng Mai Y, cúng dường Đức Phật để cho vật thực và để dành đặt bát cho Chư Tăng. Nên bà thường nghĩ việc thiện như vậy, nhưng mà bà có làm một cái việc ác, nhưng mà bà nhớ cái việc ác ở hoài, nên lúc cận tử nghiệp á, thì cái nghiệp ác nó lại sanh lên. Nên á, Đức Phật Ngài mới dạy trong cái bài kinh nghiệp á, Ngài có nói về ai nói rằng cái người làm ác mà nhất định sẽ sanh lên, sẽ rơi vào địa ngục, Đức Phật nó chưa chắc. Vì Đức Phật thì nói như vậy để chúng ta hiểu như là tao phủ thủ nanh đồng vậy đó. Một ngày giết mấy chục người, mấy người giết hoài như vậy đó. Đến lúc mà ông gần chết đó, thì ông gặp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thuyết pháp cho ông nghe, ông đạo quả tu đầu quần, ông không xuống địa ngục nữa. Như vậy nếu một người nào nói rằng người làm ác nhất định phải rơi vào địa ngục, Đức Phật nói chưa chắc. Vì có thể là khi họ làm ác như vậy về già đó, họ có cái duyên, họ gặp được Chư Tăng rồi họ nghe được Phật pháp, và họ có cái chánh kiến, họ từ bỏ cái tà kiến, cái tội lỗi của họ trước khi họ chết đó. Nên chúng tôi thường nhắc quý vị đó, mình nghe pháp nó có hai cái lợi ích. Một là mình chứng đắc đạo quả ngay hiện tại, hai là mình rũ bỏ cái tà kiến trước khi chết. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là chúng ta hiểu cái gì sai đó là chúng ta phải trước khi chết chúng ta phải bỏ cái đó, rũ bỏ tà kiến đó. Có nghĩa là mình chấp chặt là ngũ quẩn này của mình này, cái nọ, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hạnh quẩn, thức quẩn của mình, tâm của tôi này kia nọ, nó không đúng. Vì cái tâm chúng ta nó bị cái cảnh nó sanh ra cái tâm. Nên từ từ quý vị học cái diệu pháp, quý vị thấy cảnh rất lớn không? Thì nó sanh ra cái tâm, tâm nó tương ứng với cái cảnh lớn đó, nó có động lực hay là na cảnh. Và mình nếu mà mình không có tu tập đó thì cái cảnh tham nó đến dưới trước mắt mình đó, thì mình có tâm tham sanh khởi rất là dễ. Mình phải có chánh niệm tỉnh giác, mình phải thu thúc, mình phải suy xét thì mình cái tâm tham nó không sanh lên.
Nhưng mà cái cảnh đó mà nó vừa lòng mình quá đó thì cái tâm tham nó rất dễ sanh lên, rất có động lực và động lực cảnh rất lớn là ma cảnh ở trong cái lộ mà lộ rất lớn, lộ ngũ môn rất lớn. Như vậy thì chúng ta hiểu đó, Đức Phật ngày biết và ngày dạy như vậy, nên đó, chúng ta học đó, thì chúng ta phải hiểu nghiệp đó. Đức Phật ngày nói như vậy vì sao? Vì cũng như là đao phủ thủ năng đồng giết người nhiều như vậy, nhưng mà về già mà lúc mà không còn giết người nữa đó, ăn cơm đề hồ đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngày đã để tới tế độ. Và ông cũng vì là ông là người đệ tử của Đức Phật Ca Sa Bá trong quá khứ, ông cũng đã tu rồi, nhưng mà kiếp này ông làm cái nghề đao phủ thủ như vậy thôi, vì giống như là kiếp này sanh ra mà làm cái nghề gì cũng không được đó. Rồi gia nhập cho bọn cướp, rồi cái bọn cướp bị bắt đó. Rồi ai vua hỏi ai có thể chặt đầu những người này, thì đao phủ thủ Nanh Đồng là cái người đầu tiên đứng ra chặt đầu đồng bọn của mình, nên được tha và cuối cùng làm cái nghề này luôn quý vị. Nên quý vị thấy không, mình đừng nghĩ rằng nhé, kiếp trước mình tu rồi kiếp sau mình sẽ tu, không có đâu. Cũng như đao phủ thủ kiếp Đức Phật Ca Sa Bá tu, đến thời kỳ Đức Phật Gotama thì tái sanh vô, rồi trong gia đình làm ăn không được, rồi đi theo cái bọn cướp, rồi bọn cướp bị bắt, rồi hỏi ai chặt đầu thì cái người thanh niên này đồng ý chặt đầu 499 người để mình được tha. Và khi mà người ta thấy cái anh này anh chặt giỏi quá, chặt một dao là đứt ngọt xớt à, nên mới lần sau bắt được những cái tên cướp yêu cầu anh đứng ra để chặt đầu, và anh đồng ý làm cái nghề đó. Thì quý vị thấy những điều này để chúng ta biết rằng chúng ta cũng không khẳng định là mình đó, đừng nghĩ rằng mình sẽ là hoàn hảo, nó không có đâu. Cái nghiệp đó, cái nghiệp đó, nó đưa đẩy mình, không có biết cái nghiệp ở trong quá khứ mình đã tạo cái gì, nó trổ xanh đó, nó sẽ đưa đẩy mình tới những cái trường hợp đó. Nên nó thường thường quý vị thấy tọa hay giác đẳng hay nói là ma đưa lối, quỷ dẫn đường đó, cứ hay tìm nẻo đoạn trường mà đi trong thơ kiều đó. Nhưng mà thật sự đó quý vị biết rằng mình sanh làm người, mình sanh cái thời kỳ mà không có Phật Pháp, hay là sanh chỗ mà không có chùa chiền, mình đâu có cảnh thiện để cho tâm thiện mình sanh. Thì lúc bây giờ những cái cảnh bất thiện đó, cái tâm bất thiện mình sanh khởi rất là dễ dàng quý vị. Chính vì điểm đó, nên cái nghiệp đó, nó cũng không ngoài thân khẩu ý chúng ta. Thì chúng ta cũng hiểu tám tâm tham nó cũng có những cái tâm hỗ trợ, thân trợ, khẩu trợ. Ví dụ người quý vị thường thường chúng ta nói đó, quý vị thấy một hàng người ta xếp hàng không? Một người, hai người đó họ bạo động, họ lên, họ chen lên đó, thì những người kia nó chen lên nó lấy mình mất phần, nên những người kia cũng chen lên luôn. Nên quý vị để ý, chúng tôi nói để vậy để quý vị ý, để ý mỗi khi người ta xếp hàng đó mà một hai người đó họ tác động mình đó là gì? Họ không xếp hàng mà họ chen lên họ lấy cái phần quà người ta phát đó. Thì những người này sợ người này lấy phần quà của mình, nên những người kia họ chen lên, họ chào lên họ lấy. Như vậy là cái tâm bất thiện của mình đó là cái tâm hỗ trợ do cái người kia đó, là họ chen lên đó là mình sợ mất phần, nên mình cũng chen lên, mình cũng chạy lên, mình cũng giành giật với người khác. Thì chúng ta hiểu rằng chúng ta rất là nhiều những cái tâm hỗ trợ. Ví dụ giờ thường thường đó, quý vị thấy khi mà đến hội lễ hội dân y chúng tôi cũng thấy vậy. Ông sư đó ông không biết luật pháp gì, ông nói lễ dân y này không thành tựu. Rồi cái mấy sư kia nghe vậy cũng nói không thành tựu. Rồi một số người Phật tử nói cũng không thành tựu. Không thành tựu, lễ dân y không thành tựu. Nhưng mà gặp chúng tôi hỏi không thành tựu cái gì? Nếu mà ông sư đó ông kêu gọi miếng y á, thì không thành tựu. Cái miếng y hồi xưa đó là quý vị nghe câu chuyện là hai vợ chồng mà có một miếng vải, miếng vải toàn thôi. Ông chồng đi á, thì bà vợ ở chuồng ở nhà, mà hễ bà vợ đi thì ông chồng ở chuồng ở nhà. Ta làm 3 năm trời mới được miếng vải. Còn bây giờ y nó rất là nhiều. Nó y rất là nhiều quý vị. Cái miếng y nó không khó gì hết á. Hồi xưa Đức Phật này ban hành cái học giới mà cái y không được kêu gọi. Bây giờ thì thật sự đó, trong cái lễ hội quý vị biết đó, cái y đó, ai cũng đem tới cúng được hết á. Nhưng mà tiền đó, xe cho chư Tăng nè, rồi tiền nấu cơm, nấu nước cho chư Tăng ăn nè, hiểu không? Rồi xa phí cho chư Tăng nè, bông hoa chân nè. Những cái tiền đó nó nhiều, chứ còn thật sự cái y đó, bây giờ đó, quý vị thấy cái lễ hội dân y không? Cái y đem tới thiếu gì? Nhưng mà cái lễ hội dân y đó, thì thời kỳ của Đức Phật á, người ta dâng cái miếng vải có 2 thước thôi, nên chư Tăng mới mong mỏi á, là đi tìm vải thêm để mang cái y dây tái, bị đó gách cái y dây tái, nên cầm cái vải đi, gọi là mong mỏi để cầm cái đi, gọi là cầm đi, rồi mong mỏi được y, rồi cầm đi hay xách đi mang đi, rồi bị bọn cướp nó lấy. Quý vị nghe trong kinh, trong luật không, chư Tăng á, phơi y á, bị trộm nó lấy,
rồi bị cướp, nó chặn đường, nó lột y của chư tăng. Nó có những trường hợp đó. Còn bây giờ chúng ta thấy cái y đó đâu có ai muốn lấy đâu. Và cái lễ hội dân y đó, thật sự ra quý vị thấy cái y tăng và lê, y nội, y dây trái đó, nó nhiều lắm quý vị. Nhưng mà bây giờ muốn tổ chức cái lễ hội đó, mình gọi là tăng hội hay là tăng y hay là luật thí y, hoặc là tăng tâm thí, thì mình muốn duy trì cái luật đó nên mình phải thỉnh chư tăng đến để tuyên ngôn, rồi mình cúng dường chư tăng cho đầy đủ. Nên thì thường chúng tôi nói quý vị, nếu người nào có cái tâm thiện đó, mình nghĩ mình làm thiện đó, để bớt khổ thôi, mình cũng diệt trừ ngũ quẩn tà kiến nữa. Tại vì thường thường quý vị thấy không, chư tăng đó, thường thường có, chúng tôi thường nói quý vị đó, trong kinh tăng đi có nói về 8 cái khổ. Ăn phải không, rồi phải đại tiện, uống phải tiểu tiện, rồi bây giờ gì, ngủ thức, rồi giặt vũ, phải tắm rửa. Bây giờ cái thân mình nó dơ phải tắm rồi mặc đồ dơ cũng không được, phải giặt đồ dơ cho nó sạch sẽ, nên giặt vũ tắm rửa. Như vậy á, đại tiện tiểu tiện ăn uống, đó là những cái nỗi khổ mà muôn thuở, cái nỗi khổ luân hồi kiếp nào cũng vậy quý vị. Nên khi á, mình làm thiện á, mình bởi vì nhiều khi cái khẩu nghiệp của mình, người ta nói không thành cái mình nói không thành. Chúng tôi nói quý vị, chúng tôi gặp chuyện này rất là nhiều ngày xưa đó, chúng tôi gặp rất là nhiều, nhưng mà sau này chúng tôi phải mạnh dạn mà nói đó, không thành là không thành cái gì. Cái miếng giải ngày xưa rất là khó có, nên chư tăng mới kêu gọi cái miếng giải đó. Đức Phật này ra cái luật giới định là chư tăng không được kêu với cái y. Còn bây giờ cái y nó rất là nhiều quý vị, chúng tôi nói quý vị đó, y rất là nhiều. Nhưng mà giờ quý vị cầm bộ y đó, quý vị nói sư Tề Quyền ơi, bây giờ con dân sư cái y này để làm y Kachina, sư Tề Quyền không nhận là sao? Tại vì cái luật đó là phải có 6 vị tỳ khưu để tuyên ngôn cái tăng y. Bây giờ 6 cái vị đó không có thần thông đi tới nè, rồi không có xe đi tới nè, rồi đi tới không có cơm ăn, đi tới không có nước uống nè, đi tới không có chỗ đại tiện tiểu tiện thì sao? Nên bắt buộc phải có những cái điều kiện đó. Nên chúng ta làm phước, chúng ta phải nói đến một điều là chúng ta diệt trừ cái khổ của ngũ uẩn. Nếu người nào mà làm phước mà hiểu như vậy đó, thì mình sẽ diệt được cái tà kiến ngũ uẩn. Chúng ta làm thiện bằng cái tâm thiện hợp trí, nó cho ra cái quả thù thắng. Còn chúng ta mà làm thiện mà chúng ta không có biết, nói nghe người ta nói không thành, ông sư đó kêu là không thành, nhưng mà chúng tôi hỏi kêu cái gì, kêu cái gì mà không thành? Trong cái y đó, chúng tôi nói thiệt quý vị, bây giờ cái lễ hội dân y đó, cả trăm bộ y luôn á, cái bộ y đó, cái tấm giải đem vô làm lễ ăn y thôi chứ nó có gì đâu. Nhưng mà nhiều khi ăn uống nè, xa phí, rồi nước nôi nè, bông hoa nè, bông hoa để chưng. Chúng tôi thường thường chúng tôi hỏi gì chứ, bây giờ thí chủ dân y không có bông hoa chịu không? Không được, phải cấm bông cho đẹp đấy sư ơi, cúng dường cho Đức Phật nữa. Phải cúng dường Đức Phật bông hoa rồi, vậy bông hoa phải mua, phải cấm ra, bây giờ không đủ thì bây giờ phải vận động Phật tử thôi. Giờ cúng dường bông hoa thì được sắc đẹp thôi, thấy không? Cúng dường nước thì không có bị khát, cúng dường bậc thực không bị đói. Thì trong cái buổi lễ tăng y nó nhiều chuyện để lo lắm quý vị. Bây giờ sư hỏi quý vị đó, quý vị mà tới chùa đi rồi chư tăng không có nước cho mình uống, mình về mình nói sao? Ông sư đó ông ác quá, nguyên bữa lễ không cho miếng nước nào uống hết. Rồi nếu không cho mình ăn cơm á, ông sư đó ông ác quá, nguyên bữa lễ gì không cho miếng cơm nào ăn hết, đúng không? Thành ra nhiều khi á, cũng tránh á, mình làm được mà người ta tới người ta quở mình, người ta than phiền với mình, nên mới chư tăng mới kêu gọi là Phật tử hùng phước cho buổi lễ dân y này nó tròn đủ, cho mình giải thoát cái khổ. Có nghĩa là mọi người tới đây được ăn uống, họ ăn uống thì họ có chỗ ăn uống, họ đại tiện tiểu tiện có chỗ đại tiện tiểu tiện, họ muốn nằm muốn ngồi có ghế họ ngồi, đó là mình cúng dường vừa ý, cúng dường đúng thời, đúng dường vừa lòng, thì mình sẽ được những vật vừa lòng thích nghi. Như vậy thì quý vị hiểu rằng cái tâm thiện mà chúng ta làm ấy, chúng ta phải có trí mới được. Nên cái lễ hội tăng y là phải cúng dường, là người phải có cái trí. Trí là mình hiểu rằng cúng dường để giải thoát cái khổ. Chứ mỗi người chúng ta phải có 8 cái nỗi khổ này, ngày nào cũng có hết. Cũng đói, ăn, rồi khát, uống. Và chúng ta bữa nay, chúng ta thử nói coi. Bữa nay đồ ăn ta cũng ngon lắm á. Ăn như mình cái ỉa, chúng ta có đừng ỉa được không? Không. Chúng ta ăn vô rồi chút xíu là chúng ta đi ra nhà cầu. Nên nó gọi là vô thường là như vậy đó. Vô thường. Uống xong rồi chút này chúng ta chạy nhà vệ sinh, chúng ta đi tiểu. Nên cái thân chúng ta gọi là vô thường. Vì vô thường là khổ, cái gì khổ là đó là vô ngã, là không phải là của ta, là ta là của ta. Chính vì như vậy nên chúng ta là người làm phước đó. Nên Đức Phật này nói rằng chúng ta làm phước phải có tâm hợp trí.
Và cái nghiệp đó, cái nghiệp thiện đó, nó cho chúng ta thù thắng. Thù thắng là sao? Vì chúng ta hiểu rằng cái khổ ngũ quẩn này, và chúng ta biết rằng á, chúng ta làm phước như vậy, mới mốt chúng ta sanh ra chúng ta thù thắng về cái phước vật, nhưng mà chúng ta cũng vẫn thấy ngũ quẩn là khổ. Nên nhiều khi quý vị thấy không, cũng như tiền ngày ngày chắc cú ngày ngày Chu Lá Banh Đá Cá đó, kiếp làm vua đó, lấy cái khăn lao lên người cho nó dơ cái khăn, thì đức vua suy nghĩ cái thân này là quế trượt. Mà sau này sanh lợi thời kỳ đức Phật Gotama đó, là Chu Lá Banh Đá Cá học trước quên sau đó, nhưng mà đức Phật này dùng thần thông này đưa cho cái chiếc khăn màu trắng dò, rồi cái khăn nó sẽ thành màu đen, do quá khứ là vua đã từng lao cái khăn này và thấy được cái quế trượt trên này. Nên đó, khi mà dò cái khăn nó từ màu trắng nó trở thành màu đen đó, thì vị tỳ khưu Chu Lá Banh Đá Cá suy nghĩ như thế nào? Cái này là bụi cấu quế không, nhưng mà cái tâm mình cấu quế, tham sân si mới là ghê gớm. Tham thân si thì bị cấu quế đưa đến luân hồi mới kinh khủng nữa, đi vào đọa xứ. Từ đó đó, ngài Chu Lá Banh Đá Cá ngài phát triển, ngài chứng đắc được đạo quả, tuệ phân tích và ý quá thông, thù thắng. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng rõ ràng cái người nào mà chúng tôi nói quý vị, người nào mà làm phước mà thấy ngũ quẩn là khổ thì đúng là làm phước với cái diệt trừ cái thân kiến. Còn nếu mà chúng ta làm phước mà chúng ta không thấy được cái ngũ quẩn này là khổ đó, thì chúng ta làm phước chưa phải là cái trí mà để hiểu được cái ngũ quẩn này là khổ, không thể nào diệt được cái thân kiến. Bởi cái thân kiến là cái kiến mà hệ tâm tham tà kiến, nó thấy cái ngũ quẩn này là tốt đẹp, là tịnh, là hoàn hảo, là cái này kia nọ. Nhưng mà nếu mà thấy cái ngũ quẩn này là vô thường, là khổ, là vô ngã như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy được ăn rồi chút xíu nó đói, uống rồi chút xíu nữa là nó khát, uống rồi đi tiểu tiện, ăn rồi đi đại tiện, ngủ thức tắm rửa giặt giũ, những cái đó là căn bản ngày nào cũng phải khổ hết. Và khi mà chúng ta làm phước như vậy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta không khổ, chúng ta không có khổ ngũ quẩn. Và nếu sau này chúng ta làm người mà giàu sang quý phái, địa vị quyền lực hay là chư thiên đó, thì chúng ta vẫn thực hành lời dạy của Đức Phật. Vì bản chất mà chúng ta cúng dường, chúng ta thấy cái ngũ quẩn này là cái ngũ quẩn này là khổ, cái ngũ quẩn này là vô thường thật, ăn rồi là hồi nữa nó ăn nữa, uống rồi hồi nó uống nữa, ngủ rồi nó ngủ nữa, tắm rồi nó tắm nữa, giặt rồi giặt nữa, rồi ngủ nghỉ tắm rửa giặt giũ nó phải làm hoài gì đó. Nó lặp đi lặp lại hoài, nó được gọi là vô thường, nó thay đổi hoài như vậy là vô thường. Mà hễ vô thường là khổ, khổ là vô ngã. Như vậy là không nên chấp thủ ngũ quẩn là của ta, hay là ta hay tự ngã của ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc làm thiện của chúng ta đó, nó cần phải đòi hỏi. Người ta hỏi cái lễ hội dân y thì không thành, thì mình hỏi cái gì không thành. Ngày xưa miếng giải này người ta làm tới 3 năm mới có miếng giải. Còn bây giờ đó, thật sự nhiều khi vô chùa đó, dân y là chư tăng nói cho con bộ y nè, bữa nào để đội lễ cúng dường y. Cái bộ y bây giờ chứ tăng chia phước với mình rất là dễ. Nhưng mà ngày xưa quý vị biết không, 3 năm trời như vậy, có nhiều khi người ta cúng dường có 2 mét vải thôi. Vị tỳ khưu đó mong mỏi được cái y vai trái đó, phải đem cái miếng vải đó đi, rồi phải đi tìm sao cho đủ cái y vai trái. Vì cái y vai trái nó bị mục, nó bị lủng, bị rách, còn cái y nội thì nó chưa có thắt. Nên gọi là mong được y là như vậy đó quý vị. Rồi á, mang đi cầm y đi. Nên trong cái chương Ca Thi Ná nó có 12 điều, nó có 108 cái mục, có nghĩa là nói không thành tựu Ca Thi Ná. Nhưng mà đa số là vì cái bị đó cầm cái y đi. Hoặc là quý vị nên nhớ như thế này, ngày xưa đó thời của Đức Phật á, người ta cũng dừng giải, rồi bây giờ cái giải đó phải nhuộm, rồi phải gì, phải cắt, phải mai. Nên bây giờ quý vị thấy không, mình dân y đó, mà nếu mà cái trong chùa đó không có kéo cắt á, thì phải đi tìm cái kéo để cắt. Rồi trong chùa nếu mà không có kim mai đó, phải đi tìm kim. Nếu mà trong chùa không có chỉ, phải đi tìm chỉ. Chúng ta suy nghĩ rõ ràng như vậy, chúng ta thấy ngày xưa đó đâu phải là chư tăng có 8 món vật dụng, ngoài cái 8 món vật dụng đâu có kể kéo trong đó đâu. Bây giờ nếu mà giờ Phật tử nó tới dân giải Ca Thi Ná, xong rồi chư tăng làm giao giải Ca Thi Ná cho vị tỳ khưu đó. Vị tỳ khưu đó đi rồi về không kịp ở trong ngày, nên cái Ca Thi Ná không thành tựu. Hoặc là đi rồi bị trộm cướp lấy, rồi bị người ta phơi, bị người ta rình, ta ăn cắp mất. Cái giải đó không có làm thành Ca Thi Ná được, nên gọi là Ca Thi Ná nó không chịu lực. Nói như vậy để quý vị suy nghĩ, cho quý vị suy nghĩ cho nó rõ ràng, để quý vị thấy nhiều khi người ta nói không thành tựu, mình phải hỏi là không thành tựu cái gì. Nếu mà kêu gọi miếng y này mới không thành tựu, còn cái ăn uống của chư tăng, cái bao thư xe cộ là mình phải phụ giúp thôi.
chứ còn chư tăng đâu có thần thông bay tới, rồi chư tăng đâu có nhịn đó nhịn khác được, nên phải có ăn uống như vậy. Rồi Phật tử ăn uống chứ, còn Phật tử đi tới dự lễ cũng ăn uống chứ đâu có phải là không ăn. Như vậy thì nếu mà Phật tử mà hiểu được như vậy đó, chúng ta sẽ làm cho cái khổ nó bớt đi. Còn nếu mà chúng ta chấp chặt á, chúng ta không thấy khổ ngũ quẩn á, chúng ta sẽ rất là dễ bị mắc lỗi. Và chúng ta nghe người ta nói mình nói theo, người ta tạo nghiệp cũng tạo nghiệp theo. Quý vị thấy không, trong bài kinh Hàng Ma đó, thấy không, à, xúi dục mấy vị đó đi làm phước, vị đó đi làm phước nói về cái sự quan hỷ, rồi cuối cùng khi mà nói mắng chửi chư tăng, họ cũng mắng chửi chư tăng, họ cũng bị ý trợ. À, Ma Dương dùng thần thông làm cho ý trợ mắng chửi chư tăng là xuống cái địa ngục. Thấy gì thấy không? Như vậy chúng ta là người Phật tử đó, chúng ta đừng dội nghe vì cái nghiệp đó, là cái sắc tâm đó, là cái thân biểu tri và khẩu biểu tri là sắc nghiệp cố định, à, do tâm mình điều khiển. Và tâm mình nó, à, mình nói hay mình hành động đó là đó là cái tâm bất thiện nó điều khiển mình. À, như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái nghiệp đó là có thân, có khẩu, có ý. Đức Phật này nói là thân khẩu ý nghiệp. À, như vậy là tâm á, nó sẽ tạo ra cái nghiệp nếu mà chúng ta làm với cái thân khẩu ý bất thiện. Nên quý vị nghe bài kệ là Mano Bút Băng Ma Tham Ma Mano Sơ Tha Mano Á Gia đó, Mano Sơ Chê Ba Săng Nê Ná Ba Sá Tí Qua Cá Rô Tí Qua Tá Tô Năng Số Khá Măng Quê Tí Nhạc Căng Qua Quá Hết Tô Chà Gia Quá Á Nó Ba Di Ni đó, có nghĩa là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hành động an lạc bước theo sau, à, như bóng không rời hình. Nhưng mà nếu mà cái bài kệ kia đó thì ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hành động, khổ não bước theo sau như xe chân bật kéo. À, như vậy thì Đức Phật ngày dạy cái nghĩa là tâm chúng ta đó, nói hay hành động, à, thì khổ sẽ bước theo. Nếu cái tâm mình ô nhiễm, mình nói hay hành động là cái khổ nó bước theo sau như là cái bánh xe theo chân của bật kéo. Như vậy thì nghiệp đó, nó từ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì điều này chúng ta hiểu rằng do cái tâm chúng ta điều khiển cái miệng chúng ta nói. Nên mình nói á, mình nói đúng á, là mình không nói bằng tâm si. Mình nói đúng á, phải nói bằng tâm thiện. Mình phân biệt cho nó rõ ràng. À, thì mình sẽ thấy được cái nỗi khổ. Bây giờ mình có cái khổ nào? Ngày xưa chưa tăng còn, chưa tăng có cái khổ nào? Bây giờ mình có cái khổ nào? À, cũng khổ ngũ quẩn thôi. Nhưng mà ngày xưa đó, cái tấm y tìm rất là khó. Còn bây giờ cái tấm y rất là dễ. À, rất là dễ, cái tấm y nó không khó nữa. Và thậm chí bây giờ Phật tử mai thành y luôn. Bây giờ đó là đem tới dân thôi, chứ tăng chỉ làm dấu chú nguyện xả y, rồi thọ y, rồi kêu tùy hỷ y, giữ y vậy thôi là xong rồi. À, có nhiều người nói rằng không thành. Chúng tôi hỏi không thành chỗ nào? Phật tử chỉ cần dân y là xong rồi, mình thành tựu rồi. Nếu mà có Đức Phật ở đời đó, nếu mà chư tăng làm sai, Đức Phật chỉ quở chư tăng thôi. Chứ cái y của mình dân giải rồi, chứ đâu phải là mình thọ y luôn đâu. Chư tăng phải mình cúng dường y là cúng dường tăng thí, cái giải đó cúng đến chư tăng, rồi các vị luật sư coi đúng luật đúng pháp, rồi cái vị kia đứng ra thọ làm thành y riêng. Nên á, cái y cũng vậy đó. Có nhiều người nói rằng cúng dường cái y là quý sư không được đụng vô. Sao quý sư không đụng được? Được chứ, sao có gì đâu không được. Người ta cúng dường đến tăng mà. Có một vị thì khu ra bưng cái y đó đem vô trình với tăng thôi, tăng làm lễ chứ đâu phải là cái y của mình đâu. Chứ tăng tuyên ngôn xong rồi chứ tăng giao y cho người đó là bị đó phải làm cho thành y. À, nên nó cái làm thành y cả di ná là cả thí chủ chẳng lẫn chư tăng, chứ không phải là chư tăng không, cũng không phải là thí chủ không. À, như vậy thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta duy trì cái màu y ngọn cờ đó, chúng ta cần phải thông minh chút xíu. Nếu mà chúng ta không thông minh đó, nghe người ta nói rồi mình nói theo, nó cũng rất là khổ. À, nhiều khi thấy, bởi vì nhiều khi quý vị thấy rằng Phật tử mình nói cũng ảnh hưởng rất là nhiều, nói người này truyền người kia nói như vậy. Nhưng mà chúng tôi nói với chị cái y là miếng giải đó, Katina là cái miếng giải đó. À, trong cái buổi lễ đó ăn uống rồi mình lo phụ với chùa. À, chứ còn nếu mà mình thật sự đó mình không lo, chùa lo không sể đó, thì cũng sanh ra nhiều cái phiền hà đối với Phật tử đi dự lễ. À, nên Phật tử cũng thấy, quý vị cũng biết đó, mình tới chùa cho mình uống ăn đàng hoàng. Chúng tôi cũng thường nghe Phật tử nói chùa nào cho ăn uống đàng hoàng á, ta nói ồ chùa đó vậy chứ cho ăn uống đàng hoàng lắm. À, còn cái chùa nào mà cho ăn uống mà sơ sài á, người ta cũng nói chùa đó đi tới ăn uống sơ sài. À, chúng ta cũng thấy không, tại vì sao? Người ta ăn uống không đủ nên người ta phản ứng, người ta nói như vậy. Bây giờ mình làm phước để tránh khổ đi, quý sư cũng không khổ, trù trì cũng không khổ, Phật tử cũng không khổ, thì mình hùng được cái gì mình hùng. À, mình mong rằng tất cả cúng dường để thoát ly cái ngũ quẩn này, thoát ly cái khổ ngũ quẩn thôi. À, đời này mình sanh ra làm người có y mặc vậy thôi. À, nếu mình muốn xuất gia thì có Đức Phật ngày kêu mình xuất gia, ê thích thú vậy.
Mình hiểu như vậy thì rất là chính xác quý vị. Còn khi mình hiểu, mình hiểu có vấn đề, nó sẽ có vấn đề quý vị. Thành ra khi mà chúng ta hiểu cái nghiệp đó từ thân khẩu ý chúng ta, thì chúng ta phải hiểu như vậy để chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy những cái việc thiện chúng ta làm đó, chúng ta phải có hiểu biết đúng đắn. Nên nhiều khi chúng tôi cũng gặp nhiều Phật tử đó, cái y đó, quý sư không được đụng vô nha. Đụng vô là không thành tựu ta đi ná. Chúng tôi nói không phải. Cái y này là dân đến Chư Tăng, bị đó cầm cái y đó lên trình Chư Tăng mới tuyên ngôn. Chứ đâu phải mà đụng vô cái y đó là y tập thể, cái y đó là gọi là y chung. Sau khi cái y chung rồi thành cái y riêng, là bị đó phải thọ cái y đó. Chư Tăng phải được cái bị có y rách, y cũ, hoặc là không có thì thỉnh bị trưởng lão thọ. Như vậy Chư Tăng phải làm đúng theo luật của Đức Phật. Nên nhiều khi Phật tử nói nhiều cái, chúng tôi nói tàu luôn đó quý vị. Nhưng mà chúng tôi thật sự sau này chúng tôi đi thuyết pháp, mấy cái vụ này chúng tôi hay nói là vậy đó, để Phật tử mình hiểu rằng mình cúng dường để giải thoát khổ thôi, chứ mình câu chấp chi cho nó phiền hà. Rồi mình nói, rồi người khác thì họ hỗ trợ, mình hỗ trợ cho họ đó. Mình nói ông sư đó làm vậy không đúng, cái người kia cũng nói ông sư đó làm vậy không đúng, nói riết tất cả mọi người nói không đúng đó. Mình có tạo nghiệp không? Mình phải tạo nghiệp à. Mình nếu mình nói bằng cái tâm si mê, làm những cái tâm si cho mình tạo nghiệp đó, mình nói hùa theo người ta, quý vị thấy không? Cũng như ngày gia chủ Út Giá đó, hồi xưa đó, hai vợ chồng đi cúng dường cho bị thánh nhân nguyện thành Phật, bị đó mới mỉm cười. Thì người vợ mới nhìn cái vị trưởng lão nói với người chồng, khều khều nói với chồng, anh sư phụ mình cười giống người hát xiếc quá đi. Sau đó cổ sanh lên cõi trời, cổ sanh xuống hàng hát xiếc. Thì cái người thanh niên Út Giá đó sanh vô gia đình giàu, nhưng mà gặp cái cô này á, là đi theo cô này á, là không có chịu bỏ cô này, mà đòi chết rồi sống như vậy đó. Thì ông cha mới cưới cái cô này, mà cô này cưới thì không có được về làm dâu, mà đi theo cái đoàn xiếc luôn. Sau này á, nghĩa là Chư Tăng mới hỏi cái chuyện mà tại sao thanh niên Út Giá giàu có trưởng giả như vậy mà đi theo cái cô đánh xiếc này. Thì Đức Phật mới kể là hồi xưa đó là lúc mà cúng dường đó là nguyện thành thánh nhân đó, thì Đức cái thánh nhân đó thấy là sẽ thành trong thời kỳ Đức Phật Gotama, bị đó cười. Thì cổ mới nghĩ bậy, cổ nói rằng sư phụ mình cười giống người hát xiếc á, nên á anh chồng ổng nghe gì cũng ừ luôn. Sau này mới gặp cổ, phải đi theo cổ hoài, không có thể nào bỏ cổ được. Thì chúng ta thấy không, chỉ có ừ thôi cũng là khổ rồi. Nên quý vị thấy cái thân khẩu ý nghiệp nó rất là quan trọng quý vị. Cũng như quý vị nghe câu chuyện của vị trưởng lão đó, tu hoài không đắc, không đắc, đem con dao á, cứa lên cổ á, chuẩn bị cứa cổ mới đắc. Đức Phật này nói là sao? Cái vị trưởng lão đó bây giờ đó, hồi xưa đó, là vị pháp sư, ở trong chùa có một vị tỳ khu muốn quần tục, cái vị này khuyên hoài không quần tục. Cái sau này tự đó tự động cái vị đó mới suy nghĩ, ông đó muốn tu, ông tu không tu kệ ổng, mình mai mốt ổng nói quần tục, mình nói cho ổng quần tục luôn. Cái ý nghĩ như vậy đó. Rồi sau này cái vị tỳ khu kia cũng thối thất tinh tấn, rồi mới nói với cái vị này nói cho vị nó quần tục luôn. Do cái điều đó mà cái nghiệp đó bây giờ đó, vị này tu hoài không đắc, đem con dao mà chuẩn bị cứa cổ mới đắc được. Đức Phật này nhắc lại cái câu chuyện quá khứ, chỉ có một cái suy nghĩ như vậy thôi đã là cái nghiệp rồi. Quý vị thấy không? Bởi vì cái thân khẩu ý của mình đó, nó tạo ra nghiệp. Và những cái điều đó đó, nên đó, nhiều khi mình thấy cái vị đó tu hoài xong đắc, đem dao cứa cổ, chuẩn bị cứa cổ thì đắc. Thì Đức Phật này kể lại cái câu chuyện quá khứ. Như vậy thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy. Tương tự như vậy nó rất là nhiều. Bản thân Đức Phật á, bị nhức đầu đó cũng do dòng họ của ngày xưa đánh cá, rồi xuống cá bằng dây xuống cá. Bởi vì thấy những người thổ dân họ làm đập cái dây đó cá xuống dưới nước suối đó, rồi nó đục, nó có cái màu giống như nước cơm do vậy đó, những con cá nó nổi lên. Lúc bấy giờ Đức Bồ Tát ngày chỉ khen dòng họ của ngày thông minh quá, mấy con cá nó dưới nước vậy mà lấy cái dây đập 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 xuống vậy mà nó nát cái nhừ ra, rồi nó có màu đục đục như vậy mà mấy con cá nó nổi lên. Nhưng mà quý vị biết cái dây xúc cá, quý vị có biết không? Chúng tôi đã từng thấy rồi, cái dây đó ở trong rừng đó mà người ta biết cái dây xúc cá đó, người ta mới chặt khúc ra rồi đem xuống suối đó, đầu suối đó, đầu cái ngọn suối đó, họ lấy đá đó họ đập đập rồi họ dò ra cái nước đó, nó từ cái mũ ở trong cái cây đó, nó làm cho cái nước suối đục lên. Đục mấy con cá nó chảy ra đâu là mấy con cá nó nổi lên, mấy con cá nó không có bơi xuống dưới được, nó ngóc cái đầu nó lên, tới mình núm cổ nó thôi. Thì chúng ta thấy rằng, nhiều khi chúng ta thấy vậy chúng ta cũng nghĩ mấy người thì không thông minh quá đi.
biết được cái dây này mà đem xuống dưới suối mà đập ra rồi nước đục cá nổi lên bắt gì khỏe quá, đúng không? À, thành ra chúng ta cũng có những gì khi chúng ta thấy đó, người ta sắc sanh mình khen tặng đó, mình cũng bị bởi nhược tự tác, những giáo ta tác hay kiến tác tùy hỷ, mình làm hay suối người ta làm hay mình quan hỷ với người ta làm ác đó, thì ít nhiều cái nghiệp nó cũng có quý vị. Như vậy đó, thì cái vị thiên tử Khê Má này đó, muốn nói lên đó, là vị này chắc chắn là đã nghe được Đức Phật thuyết và đã nhớ lời của Đức Phật nói, nên bây giờ nói lại những bài kệ đó, Đức Phật ngày cũng xác định là cái nghiệp là do chúng ta tạo tác. Nếu mà chúng ta tạo tác giống như một người làm ác đó, lấy cục đá, người đó giống như cục đá quăng xuống sông đó, bao nhiêu hàng triệu người cầu nguyện đó, không phải vì 1 triệu người hay 2 triệu, 3 triệu người mà cục đá nó nổi lên đâu. Làm tội rồi đó, mình đừng nói làm cha mẹ thầy tổ hay là nuôi con nuôi cháu gì, mà làm tội rồi cũng nhất định cũng rơi xuống địa ngục thôi. Tại vì cái thân khẩu ý mình nó giống như đá vậy đó, nó sẽ chìm xuống dưới nước thôi. Trừ khi nào đó mình phải nhớ được cái bài pháp nào đó, mình rũ bỏ cái tà kiến, mình không nên chấp chặt cái tà kiến này là cái tà kiến sai lầm, thì lúc bấy giờ mình có thể có một cái thiện tâm nào nó sanh lên, mà chúng ta gọi là cái tâm thiện cải chánh tri kiến đó, nó sanh lên cho mình sanh không sanh vào khổ cảnh. Còn nếu mà người đó mà cứ ôm ấp cái tà kiến đó, thì cái tà kiến đó nó sẽ rơi xuống địa ngục là như vậy. Nó giống như cục đá vậy. Cái bản chất của nó là bệnh hoạn, là không khôn khéo, là không khôn ngoan, là không sáng suốt, là lỗi lầm cho ra quả khổ của cái tâm bất thiện. Còn nếu mà chúng ta làm thiện đó, thì cái tâm chúng ta không bệnh hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm cho ra quả vui. Như vậy thì rõ ràng đó, cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp nó rất xa như là trời với đất, như bờ biển bên này, bờ biển bên kia, như mặt trời mọc mà trời lặn, rất xa là thiện và bất thiện. Nhưng mà đối với chúng ta đó, nhiều khi chúng ta không hiểu đó, chúng ta thấy, chúng ta không thấy rõ ràng. Nhưng mà Đức Phật nói rất rõ ràng, thiện và bất thiện rất xa với nhau. Khi một người hành động bất thiện rồi đó, dù là mình nói về cha mẹ hay là mình nói về vợ con, nói về xã hội mình làm như vậy, nhưng mà nhất định mình phải rơi vào khổ cảnh. Mình phải rơi xuống dưới địa ngục, mình gặp Diêm Vương. Rồi mình nói với Diêm Vương là vì tôi làm như vậy nên bây giờ tha tôi đi, Diêm Vương có tha không? Cũng như bây giờ quý vị thấy người ta đem ra tử hình mình đó, mình nói cái này nó kia, nhưng mà đã là kết án tử hình là tử hình thôi, chứ không phải vì mình nói cái này kia nào mà người ta không tử hình mình. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái nghiệp nó từ thân khẩu ý của mình, nên cái chuyện đó nó xảy ra. Cũng như bữa hôm nay chúng tôi nghe một cái tin mà chúng tôi coi được cái tin đó, chúng tôi thấy xót xa. Gia đình này á, người chồng á, và người vợ bị COVID hết rồi. Bây giờ là thần kinh nó giống như là cái cú giác và cái bị giác đó, với cái cơ thể nó cần phải phục hồi chức năng. Nhưng mà đem vô phục hồi chức năng đó thì tính cái tiền bệnh phí nó cao quá đi. Ông chồng đó không biết tìm đâu để cái số tiền để mà trị bệnh cho người vợ. Ở trong cái chỗ mà phục hồi chức năng đó, ông chồng rút điện chích người vợ chết rồi chích mình tự giận luôn. Nhưng mà chích người vợ thì chết thiệt, nhưng mà ảnh chích cho ảnh thì ảnh té xỉu thôi, ảnh chưa chết. Nhưng mà giờ quý vị nghe cái tin đó, quý vị thấy xót xa không? Rất là xót xa. Nhưng mà tại sao họ lại bị như vậy? Bây giờ họ không thấy được cái tiền để trị bệnh người vợ, tiền ở đâu được hết, nên cuối cùng lấy dây điện chích cho vợ chết, chích cho mình chết luôn, để qua được cái chuyện này. Nhưng quý vị thấy người đời thì họ suy nghĩ như vậy. Vì cái suy nghĩ nông cạn như vậy, nên họ gặp những cái trường hợp mà mình gọi là xót xa như vậy. Như vậy thì thường thường quý vị thấy tại sao mình nhiều khi mình nghĩ là ủa tại sao họ lại làm như vậy. Nhưng mà nếu mình hiểu được cái tâm bất thiện lúc bây giờ đó, nó đến cái tâm bất thiện mà mình không có cái hướng đi đó, thì mình sẽ xử sự như vậy thôi. Bởi vì tâm nó biết cảnh mà. Nếu mà không có cái cảnh khác á, thì cái cảnh đó làm cho cái tâm của mình nó bám vào đó, nó sầu u não, rồi nó héo xào thân tâm của chúng ta. Nên chúng ta hiểu rằng những cái tâm sở như là sân tật lẫn hối, nó sanh trong tâm sân, nó làm cho chúng ta héo xào và chúng ta cục đường và chúng ta trở thành những cái việc làm như vậy. Chứ mình đừng nghĩ rằng mình sẽ không làm. Nếu mà rớt vô trường hợp của mình thử coi mình có làm hay không là chuyện đó. Và mình không làm vì mình không có cái tâm, hoặc là cái tâm nó sanh lên, mình dẹp cái tâm nó đi thì mình không làm. Nhưng mà nếu cái tâm nó nung nấu thì mình nhất định sẽ làm thôi quý vị. Chúng ta phải hiểu như vậy. Như vậy thì một cái người làm thiện đó, là do cái cảnh thiện, tâm thiện sanh, và họ khéo tu tập, họ khéo suy tư, họ khéo tác ý, nên cái thiện pháp tăng trưởng. Nên mới gọi là khéo tác ý là một pháp có nhiều tác dụng là như vậy. Mình tác ý khéo đó, nghĩa là mình gặp chuyện buồn, mình nghĩ cái chuyện buồn đó là cái nghiệp của mình đó,
mình cũng cũng dễ vượt qua. Hay là nhiều khi mình nói thôi đâu mà hơn thua, mình nhịn được. Nhưng mình hiểu rằng cái hơn thua là cái tâm ngã mạn, quý vị. Mà bây giờ mình nói được á, mình nói thôi mình đừng hơn thua với người đó chi, là mình không có muốn hơn thua với người đó, là mình không muốn so sánh, mình không muốn muốn đôi co với người đó, thành ra cái tâm mình nó không có ngã mạn. Nhiều khi mình nói như vậy thôi, nhưng mình hiểu rằng tại sao mình nói cái đó. Có lẽ là mình hiểu được một điều nào đó trong giáo lý của Đức Phật, hay là mình nghe người ta nói đâu, mình đôi co qua lại đó, thì mình sẽ vướng vào thị phi, mình sẽ sanh ra xung. Nên nhiều khi có nhiều người nói thôi coi hơi đâu mà hơn thua với người đó. Họ nói như vậy nhưng mà họ thật sự là họ không có ngã mạn, không có ác pháp. Như vậy thì cái lời nói đó nó có nhiều khi là một lời nói mà đã từng nghe người ta nói, và nó cũng có cái kết quả của cái việc nói đó và cái kết quả của chuyện đó rồi. Nên bây giờ mình cũng nói lại, mình cũng nói lại, nhưng mình không hiểu rằng cái việc nói cái đó là một việc thiện, có thể làm cho mình không có bị cuốn hút vô cái chuyện mà xung đột lẫn nhau. Thì nó chúng ta hiểu rằng thân khẩu ý nó liên tục là cái nghiệp của chúng ta, bởi vì chúng ta thấy rằng thân khẩu ý luôn luôn đồng sanh với nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của chúng ta, và những cái thiện ác nó luôn luôn nó sẽ sanh. Nếu mà chúng ta không khéo tu tập đó, thì lúc nào bất thiện cũng sanh, nếu cảnh tương ưng với bất thiện thì bất thiện sẽ sanh khởi. Và nếu mà chúng ta làm thiện đó, chúng ta gặp cái cảnh thiện, chúng ta có cái tâm thiện tương ưng, nó sẽ sanh lên. Ví dụ giờ chúng ta ngồi nghe pháp đây đi, có ai mà làm phiền chúng ta đó, chúng ta nghe pháp thì cái tâm chúng ta không nhớ người ta nói cái gì, hoặc là người ta nói rồi nhưng mà mình chú ý mình nghe pháp, thành ra người ta nói không có tác động tâm mình mạnh, nó không có ngăn cái dòng thiện tâm của chúng ta, thành ra chúng ta vẫn thấy mình không có sân. Nhưng mà nếu mà bữa hôm đó mình không phải là cái thời pháp hấp dẫn mình đó, mình nghe cái thời pháp nào đó, vị nào giảng đó, mình thấy vị đó giảng mà sao buồn ngủ quá, vị đó giảng sao dài quá này kia nọ đó, tự nhiên mình suy nghĩ về cái tâm mình nó muốn đi ra rồi. Nên thường thường Đức Phật nói rằng mình nghe pháp đó, mà mình dựa cửa đó, mình dựa cột vậy đó, là cái tâm mình đã có hỗ trợ rồi. Chút nữa sẽ hôn trầm thị miên, nó sẽ bao phủ cái tâm mình, sẽ làm mình buồn ngủ. Nên quý vị để ý đi, mình vô mình ngồi nghe pháp, mình ngồi ngay thẳng á, thì cái tâm mình nó tỉnh táo. Nhưng mình đi kiếm chỗ nào mình ngồi đó là mình đã có cái tâm hỗ trợ rồi. Nó sợ cái thân mình mệt á, nên nhiều khi tâm tham nó sợ cái ngũ quẩn này mệt, cái sắc quẩn mệt, nên kiếm cái cột nào, cái tường nào dựa vô, chút nữa là hôn trầm thị miên nó bao phủ, nên nó hai cái tâm sở hôn thủy đó nó sanh với tâm bất thiện hỗ trợ là vậy đó. Tâm tham nên sanh hỗ trợ, nó sẽ làm cho mình nhiều khi mình không thích nghe. Mình đã có cái dị ứng rồi, nghe thiết dài, thiết dai, thiết dở, nên cái tâm mình có cái phản ứng vậy đó, là mình gọi là có tâm sân rồi. Chút xíu nữa sẽ sanh lên cái hôn trầm thị miên, làm cho mình buồn ngủ. Như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng cái tâm chúng ta nó rất là vi tế quý vị. Nên thường thường á, Đức Phật này các bậc thánh dạy là mình đừng có tin cái tâm mình, cho đến lúc nào mình trở thành A-la-hán hay là tu đồ quần rồi mình hãy tin cái tâm của mình. Nếu mình chưa có như vậy đó thì cái tâm của mình nó vẫn lừa đảo được mình thật kỹ, và cần suy xét nó thật nhiều để mình tránh được những cái lỗi lầm. Còn nếu không thì mình rất là dễ vướng vào lỗi lầm của gì. Bài học hôm nay đó thì con cũng xin trình bày về cái trọng nghiệp, cái thường nghiệp, cái cận tử nghiệp và cái khinh tác nghiệp. Hay là nghiệp nó có cái sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp, đoạn nghiệp đó. Cái nghiệp nào nó sanh lên nó cũng phải có nhân rồi nó có sanh lên cái quả đó, mình gọi là sanh nghiệp. Ví dụ mình tái tục là nó có sanh lên rồi nó duy trì cái đời sống của mình, là gọi là trì nghiệp. Thì cuối cùng nó đoạn nghiệp, hay là chúng ta gọi là cái tâm tử đó, nó sanh lên nó sẽ cắt đứt cái tâm tục sinh đi. Thì chúng ta hiểu đó là sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp, là đoạn nghiệp, nó phải cắt đứt đi. Dù nghiệp thiện, nghiệp ác gì nó cũng có sanh lên và nó cũng có tồn tại. Ví dụ mình bị một cái nghiệp ác nào đó, mình sanh ra mình đau nhất 7 ngày, 10 ngày gì đó, rồi nó hết. Thì nó cũng có cái nghiệp nó sanh lên và nó duy trì cho cái sự đau đớn nó suốt 7 ngày. Nên thường thường Đức Phật này hay nói đó, khi ai mắng chửi Đức Phật đó, thì Đức Phật nói cái nghiệp nó không quá 7 ngày. Như vậy thì Ngài hiểu rằng cái sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp đó, nó chỉ ở trong vòng thời gian 7 ngày thôi. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật này cũng biết nghiệp nó sanh lên và nó tồn tại như vậy. Nên gọi là cái chức năng của nghiệp, cái công năng của nghiệp, thời gian của nghiệp và sức mạnh của nghiệp đó, nó có sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp, đoạn nghiệp. Nghiệp nó có hiện báo nghiệp là ngay hiện tại kiếp này,
sanh báo nghiệp là cái động lực thứ bảy cho kiếp sau, hậu báo nghiệp là năm cái động lực giữa, vô hiệu nghiệp là nó không có khả năng để đổ quả. Thì như vậy á, chúng ta chia ra ba loại là cái sức mạnh của nghiệp, cái công năng của nghiệp và cái thời gian của nghiệp. Thời gian của nghiệp là nó có hiện báo nghiệp là kiếp này, sanh báo nghiệp là kiếp sau, hậu báo nghiệp là nhiều kiếp sau nữa. Và những cái gì nó không đổ sanh thì nó gọi là vô hiệu nghiệp. Những cái đó nó không đổ sanh thì trở thành vô hiệu nghiệp. Như vậy á, thì cái nghiệp nó quanh quẩn ở trong vấn đề này. Nhưng mà chúng ta để hiểu tường tận á, là cực kỳ khó. Nên Đức Phật ngày mới dạy là nghiệp á, chỉ có Đức Thế Tôn ngày biết được rõ ràng nghiệp là nó sanh lên và nó cho cái thời gian mấy bữa mấy ngày đó, Đức Phật ngày biết được. Và những cái nghiệp nào trong quá khứ nó đổ sanh, bây giờ nó cho như vậy, Đức Phật biết được. Còn đối với chúng ta thì chúng ta chỉ nương vào cái lời dạy của Đức Phật để suy nghĩ về cái nhân quả thiện ác trong cái đời này mình hưởng, và những cái nhân quả nghiệp nó thiện ác đó, nó thật sự là nó đan chéo lẫn nhau, nó rất là khó để mà tháo gỡ, để rất là khó để mình hiểu thấu đáo, nó không dễ dàng gì. Nên cái nghiệp cũng là ác chinh đá giá, nghiệp lực của chúng sanh cũng bất khả tư nghị là như vậy đó quý vị. Thiền định cũng bất khả tư nghị, cái nghiệp lực chúng sanh cũng bất khả tư nghị, và pháp thế gian cũng bất khả tư nghị, không thể nào hiểu hết được. Thì con xin trình bày với bấy nhiêu trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin kính đảnh lễ quý ngài, và con xin gửi mic lại cho Thượng tọa Giác Đẳng để Thượng tọa điều vào cái phần thảo luận. Phần nào mà con trình bày chưa có hoàn hảo thì quý ngài sẽ thảo luận. Bây giờ con kính dâng phần phước báo công đức đến quý ngài, chia phần phước báo đến tất cả quý vị, mong cho tất cả được an vui, xa rời sự khổ, sớm thành tựu quả vị giải thoát. Bây giờ thì con xin đảnh lễ Thượng tọa và Thượng tọa điều vào. Sa thú kính trần từ tòa pháp đăng với pháp thoại vừa rồi, và bạch thưa tòa tư sư, thường tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu thường tọa đang có mặt ở trước máy, xin thường tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, bạch thưa tòa tư sư, phần đông người đời đó là sợ nghiệp, và nghe tới cái nghiệp đó thì sợ lắm. Ví dụ như chúng ta nghe nói còn nói đông đa là đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng lẫn trời gần trời xa trong trường diều chẳng hạn. Nhưng mà thật sự trong cái nhìn của người Phật tử, người Phật tử hiểu Phật Pháp á, thì chúng ta có nên sợ nghiệp không? Hay là ác nghiệp thì nên sợ, mà thiện nghiệp thì nên hoan hỷ? Cái tỉnh thì tổ hoan hỷ làm sáng tỏ về điểm này. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Thế Tôn Đức, kính thưa quý vị, trước hết là chúng ta nên sợ cái ác nghiệp, vì ác nghiệp nó sẽ đưa đến cái quả khổ đau. Khi mà chúng ta đã tu tập quen rồi đó, dần dần dùng cái trí tuệ để chúng ta suy xét, chúng ta mới sợ cái sự sinh tử luân hồi dòng cho đường sanh lên cõi phạm thiên, ở chư thiên và nhân loại với đầy đủ tài sản nhân thiên mà sống hạnh phúc. Nhưng rồi chúng ta sẽ thấy cái cuộc sống hạnh phúc luân hồi đó nó cũng ngắn ngủi và nó tạm bợ. Lúc đó chúng ta đã bắt đầu cảm thấy chán cái sự luân hồi, thì lúc đó chúng ta vẫn tạo thiện nghiệp nhưng mà không hủy với cái quả báo của thiện nghiệp ở cõi nhân thiên.
mà chúng ta tạo thiện nghiệp với cái khuynh hướng để thoát ly cái sự luân hồi sinh tử. Vì thiện nghiệp nó cũng giống như chiếc bè, khi mà mình còn đang nổi trôi trên dòng sinh tử, trên dòng sông, ở phía dưới là cá dữ, thì mình phải nhờ đến chiếc bè để mà mình chèo chống đi qua đến bờ bên kia an toàn. Thì nghiệp ở đây cũng giống như là chiếc bè, chúng ta cũng cần thiết phải có. Nếu chúng ta chưa được đạt đến bờ bên kia, tức là sự giải thoát đó, thì chúng ta cần làm. Còn cái chuyện mà chúng ta quan hỷ với thiện nghiệp đó, thì nó tùy theo trường hợp mà chúng ta quan hỷ, và tùy theo trường hợp mà chúng ta nên suy xét để chúng ta đừng có bị dính mắc. Bởi vì theo trung tâm tịnh đạo thì một người mà tu tập, một người mà tạo thiện pháp, tạo thiện nghiệp mà họ bị tham ái tà kiến, ngã mạn nó chi phối, thì như vậy cái đó là thuộc về thiện nghiệp hạ cấp. Còn thiện nghiệp trung cấp đó, là một người mặc dù không có bị tà kiến ngã mạn chi phối, nhưng mà người này còn nguyện được cái quả di thục tốt đẹp và sanh được cõi nhân thiên, thì cái đó là trung cấp. Nhưng mà đối với người mà họ tạo thiện nghiệp để ngay trong hiện tại tâm được an lạc, không bị chi phối bởi ác pháp, và ở trong tương lai dẹp trừ những cái phiền não do nhờ mãnh lực của thiện pháp này đưa đến sự giải thoát, với cái khuynh hướng như vậy đó, thì gọi là thiện pháp cao cấp. Cho nên ở đây đó, chúng ta nên nhớ những cái thiện nghiệp dù là thiện, nhưng mà có những thiện hy năng, tức là bậc thấp, Machipang là bậc trung, Panitang là bậc cao thượng. Cho nên chúng ta phải tùy suy xét để mà chúng ta làm. Ác nghiệp thì hoàn toàn, cho dù ác nghiệp lớn hay nhỏ, ác nghiệp làm với cái mục đích gì cũng không nên có cái sự vui thích mà làm phải sợ. Thí dụ, dù cho chúng ta có sát sanh hay là đi trộm cướp để mong có được những cái thực phẩm, sát sanh để nuôi cha mẹ hay là đi trộm cướp để lấy tiền bạc tài sản về nuôi cha mẹ, thì cho dù rằng đó là cái việc biếu đi nữa, nhưng mà với cái ác nghiệp đó, hễ chúng ta tự làm thì chúng ta tự chịu. Người ngu si thiện trí quanh quẩn, chính họ là kẻ thù của họ, bởi vì tự tạo ác nghiệp thì sau này sẽ bị gặt hái quả gì thật đắng cay. Cho nên không có lý do nào để chúng ta có sự quan hỷ ở trong ác pháp cả. Ác nghiệp thì bao giờ chúng ta cũng phải sợ, nhưng mà đối với thiện nghiệp, như chúng tôi đã nói là nó có 3 cấp độ, thì chúng ta phải dần dần
chúng ta phải dần dần thấy rõ được, dù là thiện nghiệp nó vẫn là Pariyapanna Dhamma, tức là các pháp liên quan luân hồi đưa đến sự khổ đau trong tương lai. Do đó càng tu tập chúng ta càng phải lên lớp, và chúng ta càng phải tiến hóa một chút, là chúng ta phải sợ cái sự sanh tử luân hồi. Không sợ ác nghiệp nhưng mà chúng ta sợ sanh tử luân hồi. Nhờ như vậy khi mà chúng ta làm thiện nghiệp thì thiện nghiệp đó nó có cái mục đích cao quý, tức là đưa đến sự giải thoát, chứ không phải là bị ràng buộc trong cái sự sanh tử luân hồi. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi trong cái câu hỏi thảo luận mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu đến Môn Bồ Tát nhé. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Tổ sư, xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cho một câu nữa rồi sau đó thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Bạch Thượng Tọa Tổ sư, chúng ta thường có một cái quan niệm là rất là đơn giản rạch ròi, có cái lằn ranh rõ ràng giữa thiện nghiệp niềm hoan hỷ với thiện nghiệp và cái quả phúc của thiện nghiệp, rồi ác nghiệp, sự sầu muộn của ác nghiệp và cái quả khổ đau của ác nghiệp, và mình vẽ hai giữa thiện và ác như vậy. Nhưng mà trong cuộc đời này nó lại có những trường hợp mà nó pha lẫn, và ví dụ như là có người mà họ làm điều tốt, nhưng mà do làm điều tốt đó họ có nhiều cái phiền muộn, chứ không phải là họ vui hoàn toàn. Ví dụ như vậy, có một vị sư nói rằng nếu mình đi chùa đó mà ai kêu gọi phước cái gì, mình cứ bỏ ra 50 đồng, 100 đồng mình gửi cúng đi, rồi mình như vậy là mình hoan hỷ, mình khỏi phải phiền phức. Còn nếu mình đi chùa mà mình phát tâm là mình sẽ là kiến tạo ngôi chánh điện, hay tạo từ Phật lộ thiên, hay là dính dáng những công trình lớn, hay là đào tạo tăng tài vân vân, thì cái chuyện nó dễ vướng vắt vào cái chuyện phiền não lắm. Và tại vì một lần nó lớn, hay là đường dài, ba là nó liên hệ đến nhiều người. Nhưng mà nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì đâu ai làm việc gì cho nó ra trò đâu, ai làm việc gì lớn đâu, mà toàn là làm việc nhỏ thôi. Thì nếu mà mình làm một việc thiện lớn nhưng mà với cái tâm tư mà nó phải liều toan, nó phải lo âu, và đôi khi nó có va chạm phiền muộn á, thì cái việc thiện đó có được Đức Phật ngày khuyến khích không? Xin Thượng Tọa Tổ sư quan hỷ giảng rõ về điều này. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, nói một cách chung chung thì tâm thiện bao giờ nó cũng tạo nên cái cảm giác hoan hỷ, an lạc. Bởi vì như câu Pháp Cú mà chúng ta học trong ngày hôm nay mà vị Chư Thiên nó nhắc lại đó, câu Pháp Cú số 68 đó, tên cho cầm măng cả tăng sở thú. Một nghiệp được làm gọi là tốt, dân cả tâm nà nút tắp là tí, là điều mà sau khi làm xong không có sự rây rứt. Giá sắp bà đi tô sư mà nô mùi bà càng bà tì xê bà tí, là khi thọ lãnh quả gì y quan hỷ đẹp lòng. Thì ở đây thưa quý vị, thì gì mà Đức Phật này dạy là nó phải là như vậy. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta lại là người không có thực hành
trọn vẹn, đi đúng theo cái đường lối của thiện pháp. Cho nên khi mà chúng ta làm cái thiện pháp nào, chúng ta cũng bị cái sự phiền toái, bị sự sầu muộn. Cho nên chính cái chỗ đó nó làm cho chúng ta nản. Cũng như một bệnh nhân khi mà nhận thuốc chỉ từ cái vị bác sĩ, anh ta về anh ta không có kiên cử và không có ý uống thuốc đúng liều đúng lượng, có khi thuốc dặn uống buổi sáng anh ta lại quên, cho nên anh ta uống buổi chiều, hoặc giả là dặn bác sĩ căn dặn là uống một ngày 2 lần và người đó lại uống chỉ có 1 lần. Thì như vậy do uống thuốc không đúng liều lượng chỉ định của bác sĩ cho nên cái bệnh nó không hết, mà sau này nó lờn thuốc thì mỗi lần uống vào thì bắt đầu bệnh nó không có thuyên giảm mà nó đưa đến cái trạng thái khó chịu. Lâu ngày người ta chán, người ta nghĩ rằng bác sĩ không có hay, hay là uống thuốc này nó không có điều trị cái bệnh đó. Chúng ta phải gặp trường hợp đó, phải xét lại xem coi chúng ta có làm đúng chưa. Cũng vậy, cái thiện pháp mà chúng ta làm đó, có đôi khi chúng ta bị phiền não, chúng ta phải suy nghĩ lại. Khi chúng ta làm cái thiện pháp đó, mà song song với những thiện pháp đó đó, chúng ta làm phước vật, nhưng mà phước đức chúng ta có tu tập chưa, chúng ta có an trú trong tứ vô lượng tâm hay không. Và khi mà chúng ta làm phước, chúng ta với cái mục tiêu gì? Nếu như làm phước như cái cách của vị Bồ Tát, tức là sao cũng được, miễn là ngài thanh lọc tâm cho khỏi cái sự ô uế của phiền não thôi. Ở khi ngài làm phước kiểu đó, dầu cho làm phước đến người nào và người đó lợi dụng như thế nào vân vân, thì cái tâm của vị Bồ Tát này cũng thản nhiên, ngài cũng có an lạc, bởi vì ngài đã làm được cái công việc của ngài rồi. Cái tức là ngài xả bỏ được cái lòng bốn sẻn, ngài giữ được cái trạng thái tâm an lạc trong thiện pháp, thì cái đó là đúng. Còn như chúng ta khi mà chúng ta làm phước, chúng ta đòi hỏi người thọ thí phải như thế này như thế kia mới là hợp ý tôi này kia, hoặc là khi mà chúng ta làm phước, chúng ta nôn nóng, chúng ta mong cầu cái quả vị thục phải thành tựu được, phải có tiếng, phải có danh tiếng, hoặc là phải cho cái quả phát sanh liền, là mình nghèo bữa nay nhưng mà làm phước rồi, trai tăng hôm nay rồi đó, thì trong một tuần lễ này mình phải được giàu có vân vân. Mình đòi hỏi nó quá cao như vậy, thì trong khi đó thì cái sự đòi hỏi của mình làm cho phân tán cái ý nghĩa của thiện pháp đi, thế là chúng ta bị phiền não nhiều. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta khi mà đi làm phước, chúng ta bị phiền não, chúng ta đừng có vội trách là tại sao bây giờ đi làm phước thấy người này thấy người kia, hay thấy chùa này chùa nọ, hoặc là thấy nhóm bừng thiện này nhóm từ thiện kia, họ làm cho mình bất mãn, mình cảm thấy không quan hỷ trong thiện pháp. Chúng ta đừng có nghĩ rằng thiện pháp không có thật sự là quan hỷ, mà chúng ta phải nghĩ lại cái tính cách mà chúng ta làm phước như thế nào mà mới bị tình trạng không được quan hỷ như thế. Chúng ta phải tự xét lại. Cho nên ở đây chúng tôi xin được
chia sẻ một vài điều với quý vị về cái câu hỏi thảo luận số 2 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Phật Thầy. Sa thú kính truyền Thượng Tọa Thầy Sư, xin thỉnh Sư Vinh chỉ nghĩ. Thượng Tọa Tuệ Quyền ơi, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận số 3. Thượng Tọa Tuệ Quyền, ở trong dân gian thì người ta có những cái câu chuyện, mà trong câu chuyện đó nó có cái sự pha trộn giữa thiện ác. Thí dụ trong văn học Anh có câu chuyện của Robin Hood, là một người mà đi cướp của người giàu để chia cho người nghèo. Hay là chúng ta có Thủy Hưởng như anh hùng Lương Sơn Bạc, là đôi khi hành động giống như là bọn thổ phỉ nhưng mà cũng đúc của người giàu cho người nghèo. Thì ở trong một mảng xã hội nào đó hay trong một cái giai đoạn văn hóa nào đó thì người ta thấy cái chuyện đó là chuyện hành hiệp trượng nghĩa, chuyện chấp nhận. Và ở trong đạo Phật chúng ta có chấp nhận cái việc mà hành động thiện như vậy không? Hành động mà giúp đời kiểu đó hay không? Và nếu chúng ta không chấp nhận thì tại sao? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, và thưa đại chúng rõ. Và cảm ơn vị, chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Sư Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Minh Hành, để đến Tuệ Thế, đến Tuệ Đức, Sư Nguyên Thông, cùng Sư Tăng Đăng hiện diện, tăng chào đến với tôi nơi của chúng tử. Và kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì nếu nói trên một tinh thần làm cái việc thiện hay hành động một cái việc thiện thì Đức Phật này dạy một cách rõ ràng. Ở đó nó có một cái hành động, đó là hành động chân chánh. Đây là một cái lấy của người giàu cho người nghèo, hay là chúng ta nói dối để giúp người. Có một số người nghĩ rằng như vậy là không có tội, hay là mình lấy của người giàu để mình giúp cho người nghèo, vân vân. Hoặc là coi như dù si chính bực phù đồ, không bực là phước cũ cho một người, vân vân. Thì những cái tinh thần đó nó không có phù hợp nếu nói trên tinh thần của Phật Pháp. Bởi vì các anh phạm giới là phạm giới, nói dối là nói dối, mà trộm cắp là trộm cắp, gian lường là gian lường. Cái hành động đó nó rõ ràng như vậy, cái chi điều nó cũng đã đúng như thế. Còn cái việc mà mình cướp của đó, sau đó mình làm một, mình tạo một cái việc thiện khác, thì là đó hành động thiện, nó không được chánh nghiệp, nhưng nó cũng vẫn là, cũng là hành động thiện. Nó phải có một cách, chúng ta phải nói một phân tích một cách rõ ràng. Cái việc chủ tâm của ta cho rằng bây giờ ta nói dối để giúp cho người, không có đánh lừa được, trắng đen rõ ràng. Cái nào nó trắng là trắng, cái nào đen là đen. Bởi vì cái nghiệp mình cũng có nghiệp vừa trắng vừa đen, sẽ có kết quả vừa trắng vừa đen, tùy theo cái mãnh lực của từng con người tạo. Chứ chúng ta, nếu chúng ta cho rằng là chúng ta giúp người với ý định giúp người thì sẽ không có tội, thì điều đó chúng ta rơi vào tà kiến, tức là chúng ta hiểu sai về cái nghiệp quả. Thì trên thần Phật Pháp không có chấp nhận trên một cái tinh thần dối lừa để mà giúp người, hay là tinh thần mà hành hiệp trượng nghĩa mà của Robin Hood hay là của anh hùng Lương Sơn Bạc vân vân, thì điều này không, sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện như thế. Còn có thể nói rằng là ở trong cuộc đời này, đây là một, cũng là một cái việc mà nó cũng không dễ dàng đâu. Có đôi khi chúng ta nói nó không dễ dàng là không dễ dàng như thế nào, là nhiều khi ở đời thì cho cái đó không phải việc gì tốt của đời, điều là tốt của đạo. Cái việc gì ở đạo tốt thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới đời, nhưng điều mà chưa chắc cái việc đời nó làm như vậy. Nhưng điều mà ở trên tinh thần của Phật Pháp thì nói đến cái tâm nó nhiều hơn, nói đến cái ý nghĩa cái tâm hành động mà nó xảy ra, thì mới nói đến cái chuyện kết quả của nó và ý nghĩa đúng đắn. Đây là nó khác hơn đời. Cũng như bây giờ con người ở xã hội, người ta ăn hiền ở lành,
tức là người ta không quậy phá sớm giềng, người ta không có chửi bới, không có phiền hà người khác, đó là một con người tốt rồi. Rồi người ta cũng có một hiểu biết, cũng đối nhân xử thế một cách căn bản. Thì nói như vậy là con người có văn hóa, con người có một cái sự giao du, cái sự tốt đẹp ở cuộc đời, nhưng là một người tốt ở trong tinh thần Phật pháp nó không phải là vậy, mà nó phải là ý, tâm ý nó tốt trước nhất. Ngoài ra cái chuyện mà thân lành ý lành, thì loại thân lành khẩu lành, mà Phật pháp thì quan trọng cái ý lành, thì là cái ý nghiệp đó, nó quan trọng hơn. Tâm tư của chúng ta mà còn tham ác sân ác, chúng ta tà kiến ác, thì chúng ta vẫn là con người ác, vẫn là con người xấu. Cho nên vì vậy đối với Phật đó, Phật pháp nó rất là khác. Mà nếu như chúng ta tam nghiệp lành, tam nghiệp thiện, thì là con người rất là tốt ở cuộc đời này. Nhưng thì con người đầy đủ tạm gọi tức là có cái sự tốt đẹp của cuộc đời, chưa chắc nó sẽ là tốt ở trong tinh thần Phật pháp. Đó là giá trị thật. Bởi vì cho nên chúng ta không có, đừng có nói rằng nhiều khi mà chúng ta đem lấy cái đời mà chúng ta so sánh vào đạo thì nó không phù hợp đâu. Bởi vì ở đó nó về tình huống tâm tư và cái điều kiện nó khác nhau lắm. Cái sự suy nghĩ của đời được suy nghĩ như vậy, nhưng người tu không được suy nghĩ như vậy. Thí dụ giờ người ta chửi mình, người ta đánh mình, người ta đánh mình, ở trên thần của đời thì anh phải trả quả, tức là anh giết người phải đền mạng, anh đánh đập người ta thì sẽ có người khác đánh đập lại anh, hay là anh sẽ bỏ tù này nọ. Thì trên tinh thần của luật pháp nhà Phật nó khác, không có sự hành xử như vậy. Trên một cái quả ác của chính mỗi con người làm, mà nó tùy thuận sẽ trả quả trên cái ý niệm đó. Cho nên vì vậy cái sự hành hiệp, cái sự trượng nghĩa, nó chỉ là một yếu tố thôi. Yếu tố của chúng ta là hành hiệp trượng nghĩa đó, nó ý nghĩa tốt sau khi cái hành động ác của chúng ta làm. Và cũng vậy, cái như chúng hạn như chúng ta rửa tiền, chúng ta rửa tiền, hay chúng ta có như chuộc lỗi, chuộc tội đó, bằng những cái tài sản hay bằng những cái đồng tiền phi pháp, thì cái lỗi là cái lỗi, mà cái hành động mà chúng ta làm bằng tâm ý thiện thì nó sẽ kết quả tâm ý thiện, chứ không thể nào mà cái hành động rửa tiền hay là một cái hành động để mà trao đổi, bây giờ mình làm ác nhiều quá, bây giờ coi như là mình vô mình cúng, mình bái, mình làm những cái việc lành, việc thiện để mình trốn tránh, để mình mua chuộc lại những cái đó, thì không có chuyện đó. Thì kết quả của nó thì hành động thiện kết quả thiện, hành động ác kết quả ác, hay là nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, xin nhắc lại. Và nghiệp vừa trắng vừa đen thì kết quả vừa trắng vừa đen là chính chúng ta. Chính chúng ta. Tâm tư, hành động và lời nói của mình lúc thiện lúc ác thì sẽ có quả thiện quả ác một cách liên tục trong đời sống của chính mình. Và kính bạch thượng tọa, đây chính là cái câu trả lời thảo luận của chính con là vậy. Nếu cô điều gì cần bổ túc thì kính cung bạch thượng tọa cùng ngài năm mươi cái thời gian. Sa thú kính chân thưa tất tự quyền. Thưa quý Phật tử, chúng tôi xin dành vài phút sau cùng của bài học ngày hôm nay để tiếp theo lời của Chư Tăng chia sẻ thêm về cái ý nghĩa của bài học về nghiệp. Đây là một bài tương ứng, kinh tương ứng, mà trong đó ghi lại những cái bài kệ mà tương đối là có nhiều đoạn. Qua nhiều đoạn kể này đó, thì một lần nữa nhắc chúng ta rằng khi mà chúng ta nhìn về cái giáo lý nghiệp báo, hay chúng ta suy nghiệm về nhân quả đó, thì chúng ta nên rất là cẩn thận. Một số người, kể cả Chư Tăng và Phật tử, cũng biết về giáo lý nhân quả, cũng nói về giáo lý nhân quả, nhưng mà đôi khi chúng ta kết luận một cách rất là vội vã. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị điểm này là
khi mà mình nói chuyện gì đó thì nó cũng phải có nhiều cái phạm trù hay là nhiều cái phương diện khác nhau, chứ chúng ta không có nói đơn giản là một phương diện. Lấy ví dụ như ở những cái nước nghèo đói đó, khi mà cái hàm lượng dinh dưỡng rất là thấp đó, thì thưa quý vị, khi mà người ta nói về ăn cơm, nói về thực phẩm đó, người ta phải nói một cách khác hơn là ở những quốc gia mà có thặng dư về thực phẩm. Bởi vì ví dụ như ở tại Hoa Kỳ mà mình ăn cơm nhiều quá đó, thì nó sinh ra đường, và cái đường đó đó nó tạo ra cái căn bệnh tiểu đường, người ta gọi là một căn bệnh của thời đại. Nhưng mà khi mà mình nghe nói về như vậy thì mình nói rằng như vậy cơm gạo nó là một cái thực phẩm độc, nó không phải như vậy. Dạ, nó tùy vào cái chỗ nào mà chúng ta nói. Có khi chúng ta nói rằng gạo lúa nó có hàm dưỡng sinh, nó có cái hàm lượng dinh dưỡng cao, mà có lúc thì chúng ta nói rằng ăn gạo, như nhất là gạo trắng á, thì nó có cái độc. Bánh mì cũng vậy, thưa quý vị. Nhiều chúng ta có khi bánh mì á, là một cái thực phẩm quan trọng của con người, nhưng rồi có khi ăn bánh mì, nhất là mì trắng á, thì bánh mì bằng cái ruột trắng á, thì nó lại có một cái tinh bột nhiều, và tinh bột nhiều nó cũng tạo cho chúng ta cái sự nguy hại về sức khỏe. Thì cái lợi cái hại là tùy chỗ chúng ta nói, và chúng ta phải cẩn thận về điểm này. Dĩ nhiên là như câu hỏi của chúng tôi đối với thượng tọa thời siêu đó, thì khi một người mà hướng cầu giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi cái mà chúng ta gọi là sanh tử luân hồi, thì thưa quý vị, chúng ta phải dùng cái thiện nghiệp để xóa mờ ác nghiệp, chúng ta dùng cái trí tuệ để đoạn tận các cái mầm mống của nghiệp, và cái sự giải thoát chấm dứt tất cả nghiệp dù là thiện hay ác, đó là cái lý tưởng cao tột của người Phật tử. Nhưng mà điều đó là nói trong một phạm vi khác, một phạm vi rốt ráo giác ngộ giải thoát. Nhưng mà riêng đối với đời sống hiện tại hàng ngày đó, thì Đức Phật Ngài từng dạy chúng ta, và chúng ta học ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, Ngài dạy chúng ta đừng có sợ công đức, đừng có sợ phước. Dạ, đừng có sợ phước. Khi mà Đức Phật dạy như vậy đó, thì Ngài cũng soi sáng cho chúng ta thấy rằng cái công đức đó, nó vốn mang lại cho chúng ta nhiều cái lợi lạc ở trong kiếp luân hồi, và ngay cả trên con đường tu tập, và cuối cùng dẫn đến giác ngộ giải thoát. Và vì vậy, nói về cái nghiệp đó, là một đề tài lớn. Trong lúc đó, cái quan niệm ở trong dân gian, quan niệm hàng ngày đó, thì tương đối rất là hữu hạn, rất là hạn hẹp. Và do vậy, nhiều khi chúng ta có những cái ngộ nhận hiểu lầm. Thì bài kệ này có cái đặc điểm mà khi mà chúng ta đề cập ra đó, khi chúng ta bàn ra những gì được đề cập đó, thì quý vị thấy rằng ở trong đó Đức Phật Ngài có nêu lên hai con đường. Dạ, hai con đường. Một con đường đó chúng ta tạm gọi là đại lộ, hay là một con đường lớn bằng phẳng thênh thang, và một con đường khác là đường hiểm trở gặp ghềnh. Và hiểm trở gặp ghềnh thì nó dễ làm cho hỏng chiếc xe. Chiếc xe ví dụ nó làm gãy nhíp xe, hay là bể bánh xe, thậm chí nó sẽ làm cho chúng ta bị hất tung văng xuống đường, bởi vì đó là con đường gặp ghềnh. Thì ở đây khi mà cuộc đời có hai cái ngã rẽ đó, thì cái sự lựa chọn là ở mỗi chúng ta đi con đường nào. Người mà đi theo con đường thiện bằng cách tạo tác các thiện nghiệp đó, thì đang đi trong con đường cao rộng, bằng phẳng, thênh thang và với nội tâm hoan hỷ. Mà người đi theo con đường ác xấu bất thiện đó, thì thưa quý vị, giống như một người đánh xe mà đi vào trong con đường gồ ghề, hiểm trở, khó đi, và con đường này đó nó sẽ làm hỏng với xe của mình, và nó mang cho chúng ta nhiều cái tai họa. Tai họa về sau, và trước khi tai họa xảy ra đó, trước khi nhíp kỹ thùng xe bị vỡ đó, thì chúng ta cũng phải sống trong lo âu. Vì vậy điều này là một lời chỉ dẫn rất là cụ thể của Đức Phật ở trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thử đặt câu hỏi rằng có bao giờ mình nghĩ rằng
những cái lối sống khác nhau trong cuộc đời này nó cho chúng ta cái tâm trạng khác nhau, nó cho chúng ta một cái nhân sinh quan khác nhau không? Thí dụ như một người sống quang minh chánh đại, một người sống tin tưởng vào thiện pháp thiện nghiệp, một người sống luôn mong mỏi mang lại an lạc cho người khác, thì họ đang đi trên con đường, mà con đường đó là con đường lớn, con đường đó là một con đường cao rộng thênh thang, con đường đó là một con đường mà họ luôn luôn quan hệ khi họ nghĩ đến. Nhưng mà những người làm ác nghiệp thì cái bất thiện nghiệp và cái ác nghiệp đó, thì nó luôn luôn là một con đường gồ ghề, hiểm trở, và nó luôn hứa hẹn là những cái tai ương có thể xảy ra đến bất cứ lúc nào. Thì hai con đường này cần được chúng ta ý thức trong đời sống. Không phải con đường nào cũng đến La Mã trong cuộc đời này đâu. Ở cuộc đời này có, mà chúng ta chỉ cần làm một cái ngã rẽ, nó sẽ dẫn cho chúng ta đến hai cái điểm đến khác nhau. Nó dẫn chúng ta hai điểm đến khác nhau, chứ không phải là tất cả một con đường đều chỉ quy về La Mã như chúng ta nghĩ. Thì ở đây Đức Phật nêu lên hai con đường, một con đường cao rộng bằng phẳng. Con đường đó, khi mà mình sống, khi mà mình làm, khi mình thể hiện đó, thì mình an lạc, khiến cho những người đời sau an lạc. Và ở trong kinh Kalama, Đức Phật ngài dạy cho những người Kalama rằng, những người mà làm việc thiện, làm với vô vô sân, vô si đó, thì ở trong hiện tại họ an lạc. Và nếu họ nghĩ đến kiếp sau, và họ nghĩ rằng có kiếp sau, thì họ cũng yên lòng. Tại vì hiện tại họ đã an lạc, hiện tại họ đã có một cái sự thanh thản, cái tâm hồn cao rộng, thì không nhất thiết gì phải lo lắng tới tương lai. Còn những người mà thấy hung hăng, thấy mạnh bạo, thấy thế này thế kia, nhưng mà họ nghĩ đến cái nghiệp quả thì họ sợ lắm. Và họ sợ bởi vì nếu mà chúng ta để ý trong cuộc đời này, có những người mà họ làm việc ác đó, thì họ làm đủ cách. Và đủ cách để làm gì? Để họ làm sao mà cảm thấy tìm được sự yên lạc an lòng. Chứ tôi biết rằng có một người đó, ở trong đời sống họ làm cái nghề, mà cái nghề này vốn nó không có được nó không có được thiện lắm. Và nó không có được tốt lắm. Và cái nghề này họ đã gây thương tổn cho nhiều người vô tội, tại vì cái bản chất của nghề như vậy. Nhưng mà rồi họ cũng đâu đó họ biết được là việc làm của họ không hẳn là đúng. Do đó họ rất là tin tưởng vào cái việc cúng bái, họ rất là tin tưởng vào cái chuyện mà có một vị thầy nào đó sẽ tu giùm cho mình, sẽ cứu mình, sẽ độ mình, vân vân. Tại vì sao? Họ làm với một cái tâm tư gọi là có cái mặc cảm. Họ làm với một cái tâm tư có cái lo sợ. Họ không sống trên con đường cao rộng thênh thang. Bởi vì ở đây Đức Phật ngài đưa ra hai ví dụ là không phải tất cả những cái con đường nào của cuộc sống cũng đều giống nhau hết. Nó có cái ngã rẽ, mà chúng ta là người là quyết định là mình đi về hướng nào, bên trái hay bên phải. Mình trong cái quyết định đó thì hoặc giả là chúng ta sẽ đi theo con đường cao rộng thênh thang, hoặc giả là chúng ta sẽ đi theo con đường gồ ghề hiểm trở. Và dĩ nhiên hai con đường thì nó sẽ có hai cái hệ quả, nó hai có hai cái điểm đến khác biệt. Về điểm này đó thì chúng tôi nhắc lại là Đức Phật ngài có dạy chư tăng, và có ghi ở trong kinh, không phải là ý kiến cá nhân chúng tôi, là ngài dạy chư tăng đừng có sợ công đức, đừng có sợ phước. Tại vì cái phước đó, nó làm cái điều gì rất là lợi lạc trong đời sống hiện tại, làm cho tâm tư của chúng ta tươi nhuận, làm cho tâm tư của chúng ta được thanh thản, làm cho tâm tư của chúng ta được hoan hỷ. Và phước báo nó cũng dẫn chúng ta đến những cái thắng duyên ở trong kiếp tương lai, sanh làm những chúng sanh ít có đau khổ, được nhiều thiện duyên, gặp được chánh pháp, gặp được Đức Phật, gặp được thiện hữu. Và nếu chúng ta đọc ở trong kinh gọi là bài kinh Trung Cổ Đệ Dành, hay là cái bài kinh gọi là Tích Lũy Công Đức, thì thưa quý vị, ở trong bài kinh nó rõ ràng Đức Phật ngài dạy rằng cái gọi là phước, cái gọi là phúc quả, tức là cái quả lành của thiện nghiệp đó, thì nó rộng lớn lắm, nó bao trùm lắm. Ở trong thế gian này đó, nếu chúng ta nghiệm rõ về cái quả của thiện nghiệp, thì chúng ta thấy rằng quả phúc đó cho chúng ta sanh vào
cái cảnh giới an lạc, quả phúc nhân thiên. Cảnh giới đó khiến cho chúng ta có được những thù thắng trong cuộc đời, ví dụ như sắc đẹp, âm thanh dễ nghe, được cao sang quyền quý, có thể được những cái địa vị cao trọng như là làm vua, làm chuẩn lương vương, làm thiên vương đế thích. Và cái phước báo thậm chí nó làm cho cái việc đắc đạo chứng quả của một người đạt đến cái điểm cuối cùng đó, nó có được những cái thù thắng, ví dụ như là có nhân vị nhất về trí tuệ như tôn giả Xá Lợi Phất, đệ nhất về thần thông như người Mục Kiền Liên, có những vị đạt đến trí tuệ phân tích Đức Phật dạy, tất cả điều đó là do quả phước hết, do cái phước nghiệp tốt hết, và thậm chí quả niết bàn vô thượng, và thậm chí những cái quả vị mà giác ngộ của chư vị Tinh Văn Giác, Độc Giác, Toàn Giác là cũng là do cái phước quả. Dĩ nhiên là ở trong cái phước nghiệp mà mình nói, có phước nghiệp hữu lộ, phước nghiệp vô lộ, có phước báo của thế gian, có phước báo ba la mật, nhưng mà chúng ta phải có một cái nhìn tương đối là chân xác. Ngày hôm nay do cái văn hóa, và cũng là do hiểu sai, và cũng do cái cách quản diễn của chư tăng, một số các vị lại làm thế nào đó làm cho khiến cho mọi người nghe đến nghiệp là sợ. Tôi sợ nghiệp lắm, tôi nghiệp nó đổ ra, tôi sợ cái nghiệp nó trổ quả. Khoan, chúng ta khoan nói đến nghiệp nữa. Nghiệp là nên sợ hay không nên sợ? Chúng ta hỏi là nghiệp gì? Và cái nghiệp đó nó có mang lại an lạc cho mình, cho người khác, là nghiệp đó mang lại khổ đau cho mình hay khổ đau cho người khác? Nghiệp là một đề tài rộng lớn, và để hiểu cái rộng lớn này, chúng ta phải có cái tầm nhìn rất rộng. Và giáo pháp của Đức Phật ấy, thì dạy chúng ta rất rõ, rất kỹ về nghiệp báo. Nếu chúng ta là người con Phật mà chúng ta không chịu học về nghiệp, nếu chúng ta là một người có duyên với chánh pháp mà chúng ta không thể tìm, chúng ta không tìm hiểu nghiệp cặn kẽ đến nơi đến chốn, thì thật sự đó là một điều rất là thiệt thòi. Tại vì chúng ta đang sống trong một kho tàng, vấn đề là chịu mở mắt ra, chịu đưa tay để nhặt lấy những cái gì mà quý giá nhất trong cuộc đời. Thì thưa quý vị, trong tất cả tôn giáo, trong tất cả những cái quan điểm mà về thiện ác nhân quả, thì nghiệp báo trong đạo Phật là cả một cái kho tàng tinh hoa, mà ở đó Đức Phật dạy rất kỹ, rất rõ. Chúng ta nên biết, nên tìm hiểu và nên nghiêm túc để nghĩ về việc này, chứ không có nên theo cách nói của Tường Thức, người ta chê nghiệp thì cái gì cũng đáng là nghiệp hết, hay hoặc giả là trong đời sống chúng ta nghĩ rằng mình là người tu á, thì mình lo giác ngộ giải thoát thì chứ đừng để ý đến cái chuyện tạo phước. Chúng tôi có một cái điều rất là may mắn là hồi chúng tôi còn nhỏ vào chùa, sống gần với các bậc thầy như là Ngài Định Sự hay là Sư Trưởng, kể cả Hòa Thượng Minh Châu, hay về cái khi tiếp xúc đó, thì chúng tôi nhận thấy các vị nó có một điểm như vậy là các vị có học Phật Pháp. Học Phật Pháp, học một cách cao sâu đó, như Ngài Tịnh Sự học Bi Diệu Pháp. Nhưng mà các vị cũng rất là hoan hỷ với công đức. Và ai mà ở gần Ngài Tịnh Sự, Ngài khuyến khích tạo chùa Tứ Phương Tăng, Ngài khuyến khích cúng dường vô phân biệt đến tăng chúng, Ngài khuyến khích làm những việc công đức, chứ không phải nói rằng là một vị mà học về Thắng Pháp, chuyên về triết lý Phật giáo rồi lo triết lý thôi chứ không nghĩ bị tạo phước, không có. Sư trưởng cũng vậy, thưa quý vị. Sư trưởng và chúng tôi ở gần Ngài Hậu Giác đó, chúng tôi thấy rằng những khi mà có những vấn đề khó khăn trong giáo hội cái vật, thì Ngài thường khuyên là nên tạo phước. Và mỗi lần có một điều gì đó thì Ngài cũng dạy là thỉnh chư tăng về để cúng dường, để ra tăng và góp phần công đức. Chúng tôi ở gần các vị lớn thì chúng tôi thấy có một điểm mà các ngài rất giống nhau là càng có cái trình độ thâm thúy về Phật Pháp thì các ngài càng hoan nghỉ với thiện nghiệp, hoan nghỉ với việc tạo phước, chứ không phải như chúng ta mà có nhiều người học Phật Pháp không biết ở đến chừng trình độ nào mà chê cái giá trị của phước báo, phủ nhận cái việc công đức, và đôi khi xem những cái việc mà tạo phước là chuyện của những bà già trầu, của những người Phật tử không hiểu đạo. Và chúng ta thường vẽ một cái lằn ranh là tu phước hay tu huệ, và cái người tu phước là người không biết tu huệ và vân. Thì chúng ta phải thay đổi cái nhìn, và chúng ta phải có một cái nhìn tinh sắc hơn, và chúng ta phải thấy rằng cái chuyện mà nghiệp đó nó không phải là một đề tài đơn giản và có thể hiểu bằng quan điểm đơn giản. Đồng ý là cái mục đích tối hậu của chúng ta là chứng đắc niết bàn, giải thoát sanh tử, chấm dứt tất cả nghiệp và quả của nghiệp.
kể cả vượt ngoài thiện ác. Nhưng mà chuyện đó là chuyện cao xa lắm, chuyện đó là chuyện chuyện lớn lắm. Còn chúng ta nhớ rằng Đức Phật của chúng ta trong suốt vòng luân hồi, kể cả kiếp chót trước khi sanh lên cung trời đâu sức làm nước Bồ Tát của Sankara, thì Ngài vẫn tạo phước, và vẫn tạo phước, tạo phước một cách bền bỉ, một cách biên mật, một cách rộng lớn, chứ không phải là chúng ta chỉ học về bằng câu triết lý rồi chúng ta phủ nhận. Nên chi đề tài về nghiệp là đề tài quan trọng. Chúng tôi mong rằng những lời kinh ngày hôm nay sẽ có dịp để nhắc chúng ta nhìn lại đề tài này, và với một cái sự suy gẫm nghiêm túc hơn, rộng hơn, hơn. Và qua đó chúng ta cũng thấy rằng không phải tất cả nẻo đường nào trong cuộc đời này cũng dẫn đến La Mã. Có hai con đường thênh thang bằng phẳng và con đường gồ ghề hiểm trở, và mỗi con đường nó dẫn đến một hệ quả khác nhau, nó sẽ dẫn đến một cái chung cuộc khác nhau, chứ không phải con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung tâm Phật Pháp Phú Tra Đa Ma. Kính tri ân chư Tôn Đức đã vào trong để thuyết giảng. Đảnh lễ quý Ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn Thắng Pháp, và thưa tòa tự siêu là vị giảng sư của giáo trình Thắng Pháp. Thân chào tạm biệt tất cả. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay, và con kính tri ân đại đức thầy trì. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt tại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn kỷ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Con thành kính tri ân quý Ngài. Nhật Huỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh, rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân thường kiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân thân.